chương 1720, thuận tiện giá hỏa. Mặc dù kiếm gỗ là ma binh cấp 20, nhưng không thể chịu đựng uy năng của cửu thiên hỏa, ngược lại là tiên ma kiếm, tuy chỉ là cấp 17, nhưng có thể chịu đựng, chỉ là thân kiếm trở nên đỏ chót, phù văn phía trên thật giống như muốn hòa tan. Lăng hàn không lo lắng, những phù văn này chỉ là tiên ma kiếm nuốt trưởng lượng lớn thần thiết hình thành, không phải bản chất nó biến thành, nếu không thì, tiên văn lại há là hắn hiện tại có thể tiêu diệt. Cũng được, đối với tiên ma kiếm mà nói. Những phù văn này kỳ thực cũng chỉ là tạp chất, mài đi liền mài đi. Lăng Hàn vung kiếm mà động, oanh, tiên ma kiếm lại thêm Lôi đỉnh kiếm pháp, dung hợp Cửu Thiên Hỏa, khái niệm này nghĩa là gì? Tiên khí vốn là cấp bậc Tiên Vương, Cửu Thiên Hỏa cũng vậy, hai người này thêm cùng một chỗ, mạnh đến không có bằng hữu. Cho dù tiên ma kiếm còn không có nhảy vào cấp độ của tiên khí, Cửu Thiên Hỏa cũng vô cùng non nớt, nhưng không nên quên, hiện tại Hàn Kỳ cũng chỉ là sáng thế cảnh mà thôi. Hàn Kỳ hối hận không thôi hắn lấy ra chiến kỳ là muốn dựa vào cái này hòa nhau xu hướng suy tàn nhưng tuyệt đối không ngờ lăng hàn so với hắn còn muốn mãnh liệt bảo kiếm trong tay càng mạnh hơn để thế yếu của hắn trở nên càng rõ ràng đáng ghét hắn gầm nhẹ một tiếng đột nhiên quay đầu bỏ chạy đánh không lại a à, vậy còn tử chiến làm gì chỉ là nơi này không gian trồng chất hắn chạy vào tốn vô số thời gian muốn rời khỏi cũng giống như thế cần phía thời gian dài đi suy tính con đường rời đi nhưng hiện tại làm sao có thời giờ Lăng Hàn không có đuổi theo, nhưng một kiếm chém ra, mạnh mẽ xé rách không gian, như chống đỡ ở trước người Hàn Kỳ. Điều này làm cho Hàn Kỳ sợ đến gần chết, cái tình huống này là thế nào? Lăng Hàn cũng sững sờ, nhưng nghĩ tới Tiên Ma kiếm cùng Cửu Thiên Hỏa đều là tồn tại Tiên Vương tương lai, tự nhiên có chỗ khác thường, hư không hoa giữ không nổi uy năng của bọn chúng cũng bình thường. Dù sao, trong hư không hoa cũng chỉ là ẩn chứa quy tắc không gian, để Tiên Vương động lòng, mà không phải nói nó có thể đối kháng Tiên Vương. Phốc, công kích đánh tới, Hàn Kỳ bị ép lấy chiến kỳ đón đỡ, kết quả chính là bị hỏa kiếm chém trúng, lưu lại một vết cháy. Hàn Kỳ đau lòng chết mất, ở trong tiên vực, thần liệu cấp 20 chính là cực hạn, ở trên chỉ có tiên liệu. Nhưng tiên liệu hiếm thấy, đừng nói hắn không có khả năng nắm giữ, Hàn gia lão tổ cũng không có khả năng nắm giữ, ngay cả rất nhiều tiên vương cũng không cách nào nắm giữ. Vậy làm sao bây giờ? Tiên vực có biện pháp của tiên vực, chính là lấy thần liệu cấp 20 làm trụ cột, không ngừng dung hợp lấy tăng lên phẩm chất của thần liệu. Ở tiên vực, loại thần liệu dung hợp này được gọi là bán tiên liệu, tổng cộng chia làm 5 cấp bậc, phân biệt lấy nhất tinh đến ngũ tinh xương danh, nhất tinh cuối cùng, ngũ tinh cao nhất. Lá cờ này của hắn kỳ thực ngay cả nhất tinh cũng không có đạt đến, tối đa chỉ có thể coi là nửa tinh, nhưng mà hắn không ngừng lấy lực lượng của bản thân luyện hóa thành, cũng được trưởng bối gia tộc gia chỉ thêm một mãnh thú, có thể triển khai tiên thuật. Tương lai, hắn sẽ hòa vào càng nhiều thần liệu, để cờ xí này theo hắn cùng một chỗ mạnh mẽ, nhưng vừa tới cổ giới không mấy ngày, cửu U Hàn Thủy Kỳ này liền bị tổn thương, để hắn đau lòng chết mất. Lăng Hàn cười ha ha, Hàn Kỳ đây là tự vào tử lộ, hiện tại hắn bị vây ở trong không gian trùng điệp, căn bản không thể hoàn thủ, chỉ có bị đánh. Đây chính là người tự tìm, Lăng Hàn không ngừng xuất kiếm, xeo xeo xeo, từng đạo từng đạo kiếm khí xé ra không gian, cuồng oanh loạn tạc về phía Hàn Kỳ. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết Hàn Kỳ, bằng không sau một ngày, hắc tháp rót lực liền biến mất, Đến thời điểm đó liền đến phiên hắn trốn vào hắc tháp. Hàn kỳ gào thét, hắn vùng chiến kỳ đón đỡ, nhưng mỗi một lần chống đỡ, cờ xí sẽ bị xé rách một ít, cháy khét một chút, nếu kéo dài, cờ xí này liền xong. Người khinh người quá đáng, hắn lớn tiếng kêu lên, hàn gia ta là bá chủ của cửu U thành, kia là tam tinh đại thành, tuyệt đối không phải đinh gia người có thể chiêu tới. Đến cắn ta a, à, lang hàn không phản đối, hắn báo tên đinh gia chính là muốn gây phiền toái cho đinh gia nếu đáp ứng hổ vũ muốn đối phó đinh gia hắn tự nhiên không ngại ở trước khi đi tiên vực gây phiền toái cho đinh gia ngươi nhất định sẽ hối hận hàn kỳ nghiến răng nghiến lợi chỉ là thành nhỏ nhất tinh lâu la cũng dám trêu chọc mình chờ hắn truyền tin tức quay lại hàn gia đối phương nhất định sẽ khóc đó là chuyện sau này hiện tại ta trước tiên làm thịt ngươi lăng hàn lạnh lùng nói tên này lại dám ra tay với thê tử của mình đây là không thể tha thứ ánh kiếm như rực cháy bay múa đầy trời hàn kỳ thật không chịu được nữa khi chiến kỳ bị cắt thành một cây gậy tre hắn cũng lâm vào tuyệt cảnh bị kiếm khí liên tiếp cắt chúng mặc hắn làm sao vận chuyển cửu u hàn khí đối kháng cũng vô dụng lực phá hoại của tiên ma kiếm cùng cửu thiên hỏa đều rất đáng sợ ăn mòn cơ thể của hắn cấp tốc chém chết sinh cơ của hắn đùng thân thể của hàn kỳ bị phá hủy thần hồn bay ra hóa thành một chùm sáng chỉ to bằng nắm tay kia là một hình người giống hàn kỳ như đúc kiếm khí cùng hỏa diễm còn muốn lan tràn lên nhưng một đạo u quang xuất hiện, mạnh mẽ cản lại kiếm khí cùng hỏa diễm. Đạo u quang này cực kỳ mạnh mẽ, miễn cưỡng xé ra không gian, bao vây thần hồn của Hàn Kỳ lóe lên, liền biến mất không còn tâm hơi. Không gian khép lại, phảng phất như xưa nay Hàn Kỳ chưa từng tồn tại. Trong lòng Lăng Hàn dùng mình, cái này tuyệt không phải lực lượng của bản thân Hàn Kỳ, quá mạnh mẽ, vượt qua cấp độ của sáng thế cảnh. Là những lão tổ của Hàn gia làm biện pháp bảo vệ cho hắn, một khi thân thể bị hủy, nguy hiểm đến thần hồn, nguồn lực lượng này sẽ xuất hiện, mang theo thần hồn của hắn quay lại tiên vực. Như vậy cũng được, hiện tại Hàn gia chỉ biết ta là người của Đinh gia, vậy tự nhiên cũng chỉ có thể đi tìm Đinh gia phiền phức. Nơi đây không thích hợp ở lâu, lấy hư không hoa liền đi. Lăng Hàn lập tức bay tới bên cạnh hư không hoa, đưa tay ra đi hái. Có điều, không gian bên cạnh hư không hoa sụp đổ, cái này có lực phá hoại đáng sợ, có thể để cho tất cả tồn tại rơi vào bẻ gấy, nát tan. Cũng còn tốt, đây là minh giới, lực lượng mạnh nhất cũng chỉ là sáng thế cảnh đỉnh cao, mà Lăng Hàn lại đang đặt chân ở cảnh giới này. chương 1721, trục xuất thuật. Trên tay của hắn quấn quanh đại đạo Phù Văn, đối kháng lực lượng không gian đổ nát, sau đó một phát bắt được hư không hoa, xèo, thu vào trong hắc tháp. Hư không hoa vừa bị lấy đi, không gian bốn phía lập tức khôi phục bình thường, không còn sụp đổ, không gian trùng điệp. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, một cái kim quang đại đạo trải ra, nếu hiện tại hắn có lực lượng của sáng thế cảnh, đương nhiên phải lợi dụng một chút. Hết thảy ma chủ nhìn Lăng Hàn biến mất, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tự nhiên cũng lo lắng Lăng Hàn sẽ xuất thủ diệt khẩu bọn họ, cho đến khi hoàn toàn không cảm ứng được khí thức của Lăng Hàn, bọn họ mới yên tâm, từng người vội vã mở ra kim quang đại đạo rời đi. Lại nói Hàn kỳ bị đạo u quang kia bao vây, phá tan bình phong tiên vực, tiến vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, xeo, u quang mang thần hồn của hắn xuyên qua thiên sơn vạn thủy, mấy ngày sau đi tới trong một thành trì. Tòa thành trì này lớn kinh người, có thể so với một hành tinh khổng lồ của thần giới. Hừ, một nhân vật cường đại không gì sánh nổi phát ra âm thanh bất mãn, hắn đưa tay nhấn một cái, thần hồn của Hàn Kỳ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Xảy ra chuyện gì, mới mấy ngày mà thôi, ngươi lại bị người đánh nổ thân thể, bị ép vận dụng lực lượng gia trì trong cơ thể. Bẩm bát tổ, ta là bị một người đến từ gia tộc tiên vực gây thương tích, ta hoài nghi. Người kia được truyền thừa tiên vương. Hàn Kỳ nói, cái gì, tên bát tổ mạnh mẽ kia đứng lên, khí tức trương động, thật giống như trời xanh cũng phải nằm dạp, cường đại đến không cách nào hình dung. Hậu nhân của nhà nào, thương Nguyệt Thành, đinh ra, Hàn Kỳ vội vàng nói, thương Nguyệt Thành, bát tổ hơi dừng lại một chút, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Người ngay cả hậu nhân của thành nhỏ nhất tinh cũng đánh không lại. Hàn Kỳ mặt đầy oan ức, bẩm bát tổ, người này đạt được truyền thừa của tiên vương, ta, ta mới không địch lại. Bát tổ dơ dơ tay áo nói, bản tỏa cần đi thương Nguyệt Thành một chuyến, để bọn họ giao ra tài liệu cặn kẽ của người này. Kỳ quái, chỉ là chảm trần cảnh, lại có năng lực đưa người đi cổ giới. Hắn nhíu mày, cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Lăng Hàn điều khiển kim quang đại đạo mà đi, cái này là lần đầu tiên hắn lấy phương thức này chạy đi, để hắn cảm giác vô cùng mới lạ. Có điều, vẻn vẹn chỉ nửa ngày sau, lực lượng trong cơ thể hắn liền biến mất, không thể không ngừng lại, lấy ra xuyên vân toa tiếp tục chạy đi. Mà xuyên vân toa xuyên qua tinh vũ, hắn liền không cần liên tục nhìn chằm chằm, có tọa độ tinh không là đủ. Hắn tiến vào hắc tháp, gọi Nữ Hoàng cùng Thiên Phượng thần nữ lại, có thứ tốt đương nhiên là cùng hưởng, hai nữ đều là thê tử của hắn, hắn có cái gì, tự nhiên cũng có một phần của các nàng. Có điều, Thiên Phượng thần nữ là trước tiên lắc đầu. Ta không muốn phân tâm, hiện tại mục tiêu chính là xung kích cảnh giới, tu luyện quy tắc không gian, đối với ta mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nữ Hoàng cũng lắc đầu nói trong huyết mạch của ta ẩn chứa tiên thuật vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ hiện tại cũng không muốn lòng tham không đáy chính ngươi dùng cây hư không hoa này đi các ngươi làm sao khách khí với ta như vậy lang hàn cười nói kỹ nhiều không ép thân huống chi là quy tắc không gian nữ hoàng cười nói một cây hư không hoa có thể làm cho người nắm giữ pháp tắc không gian có hạn ba người chia sẻ khả năng ai cũng nắm giữ không được vì lẽ đó người dùng đi mục tiêu của phượng muội muội là sung kích sáng thế cảnh ta là sung kích hằng hà cực cảnh, người làm hết sức tăng lên thực lực đánh nhau cùng cấp. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, được, nghĩ đến sau này chúng ta sẽ nhận được càng nhiều hư không hoa, hỏa diễm hoa gì đó, cây này trước hết quy về ta. Ha ha, tiểu tháp đúng lúc xuất hiện, đưa lên một tiếng cười gần. Lăng Hàn không để ý đến, hiện tại cái tháp kiêu ngạo này tựa hồ càng ngày càng thích cảm giác tồn tại. Hắn đi tới dưới luân hồi thụ, lấy xuống một cánh hoa, ném vào trong miệng. Đây là kỳ vật do thiên địa xúc tích, ngay cả hắc tháp cũng không có cách nào ôn dưỡng, bằng không làm ra mấy trăm hơn một nghìn cây, người bên cạnh hắn đều có thể tu ra quy tắc không gian. Vừa nhai, nhất thời, trong miệng hắn phun trào hào quang, từng viên từng viên đại đạo phù văn đang nhảy nhót. Lăng Hàn vội vàng đóng kín miệng, lúc này chỉ cần miệng mở ra, khẳng định có lượng lớn dược lực trốn đi, vậy thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Hắn cũng không kịp nhai, trực tiếp nuốt vào trong bụng, oanh, những đại đạo phù văn này lưu chuyển ở trong cơ thể hắn, cuối cùng hiện lên ở trong óc, hình thành một thế giới bong bóng rỗng một thế giới một mảnh quy tắc tri hải thế giới này cũng không hoàn chỉnh lăng hàn vội và ăn một cánh hoa không ngừng bù đắp thế giới này ăn vào từng mảng cánh hoa ngay cả nhành hoa cũng không có lãng phí cuối cùng ở trong thức hải của hắn xuất hiện một thế giới tàn tạ nhưng so với lúc mới bắt đầu lại hoàn chỉnh hơn rất nhiều hắn tìm hiểu dược lực là có thời hạn nếu hắn chậm chạp không có cách nào nắm giữ thế giới này sẽ biến mất khỏi thức hải của hắn không gian là một khái niệm rất lớn, trong đó bao hàm rất nhiều chi nhánh, tỉ như xé rách không gian, thuấn di đến một nơi khác, cái này thuộc về quy tắc không gian, tỉ như xoay chuyển công kích, cái này cũng là quy tắc không gian, tỉ như đồng hóa cùng vật thể bốn phía, ẩn nấp không còn hình bóng, cái này đồng dạng thuộc về quy tắc không gian. Hư không hoa sinh ra trong vết nứt không gian, rút lấy quy tắc trong thiên địa mà thành, nhưng cụ thể là loại quy tắc không gian nào thì không rõ. Vậy thì nhìn vận khí rồi, tương tự là quy tắc không gian cũng có phân chia mạnh yếu, có thực dụng không thực dụng khác nhau. Lăng Hàn muốn nhất chính là di động vật thể, thậm chí có thể hoán di công kích, đây là năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không có cái này, để bản thân thuấn gì cũng được a. À. Nhưng vận may của hắn không có tốt như vậy, trong cây hư không hoa này ẩn chứa quy tắc là chế tạo một dị không gian, hơn nữa thời gian tương đối ngắn ngủi. Cái này có ích lợi gì, dùng để gửi đồ vật sao? Nhưng cái không gian này căn bản không ổn định, thời gian kéo dài cũng chỉ có một hô hấp, đồ vật bỏ vào chẳng mấy chốc sẽ rơi ra. Lăng Hàn cười khổ, năng lực này có chút vô bổ. Chờ chút, chương 1722, trở lại tinh xa vũ viện thượng. Hắn đột nhiên ngẩn ra, then chốt là, không gian này có thể chứa đựng vật còn sống sao. Nếu như có thể, liền có tác dụng, kẻ địch đánh tới một đòn, ta có thể trốn vào dị không gian này, thong dong né tránh. Vậy trước tiên nắm giữ quy tắc này, mới có thể tiến hành thí nghiệm, đến cùng có thể dùng để thu nhận vật còn sống hay không. Lúc này, dưới luân hồi thụ một ngày có thể bằng 10 năm, dược lực của hư không hoa đại khái có thể kéo dài 3 ngày nói cách khác, hắn gần như có 30 năm lĩnh ngộ. Hắn ngồi xếp bằng như một cây khô, cả người không có tỏa ra một chút xíu khí tức, đây là hắn thu lại tất cả tinh khí thần, hoàn toàn chút xuống ở trên lĩnh ngộ quy tắc. Ba ngày trôi qua, đối với Lăng Hàn mà nói, là dòng dã 30 năm ngộ đạo. Hắn mở hai mắt, lộ ra một nụ cười, hắn đã nắm giữ những quy tắc không gian này, đáng tiếc chính là, trong cây hư không hoa này ẩn chứa quy tắc vô cùng có hạn. Đến thử xem, lăng hàn ra hắc tháp, sau đó tiện tay lấy ra một con lợn rừng, tay phải nhấn một cái, con lợn rừng này liền kỳ dị mà biến mất. Bị tạm thời ném vào trong dị không gian, vẹn vẹn chỉ một tức mà thôi, con lợn rừng này tái hiện, phát ra tiếng kêu ủng ục ủng ục sợ hãi. Vừa nãy tao ngộ đối với nó mà nói thật đáng sợ, đột nhiên ngăn cách ở trong một không gian xa lạ, hù chết bảo bảo có thể chứa đựng vật còn sống, bằng không ta không thể thu nó vào trong dị không gian." Lăng Hàn tổng kết nói, lại đến thử xem, hắn lần thứ hai ném lợn rừng vào dị không gian, sau đó đánh tới vị trí kia một quyền, toàn lực mà làm. Một cái hô hấp sau, lợn rừng rít gào xuất hiện, không hề tổn thương. Quả nhiên, có thể tránh né công kích, Lăng Hàn vui vẻ nói, có điều, có thể đạt tới trình độ nào, hắn còn muốn dùng lợn rừng thử một chút, nhưng nhìn thấy con lợn này dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, không khỏi nở nụ cười, ném vào hắc tháp. Xem ở ngươi có công, sau này sẽ không ăn ngươi. Hắn đổi một cái bát ra, thu vào dị không gian, sau đó lấy tiên ma kiếm chém tới. Đùng, không gian phá nát, vậy cái bát tự nhiên cũng bị chém nát tan. Quả nhiên, ở trước mặt lực lượng nghiền ép hoặc quy tắc càng cao hơn, dị không gian này cũng không an toàn. Lăng hàn lẫm liệt, hắn nhấn mình một cái, xèo, bỗng nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện. Kỳ thực, công kích của đối thủ đánh tới, ta cũng có thể thu vào dị không gian, một tức sau lại đánh ra, cho dù chỉ chậm trong nháy mắt, vậy cũng đủ để ta né tránh. Loại quy tắc không gian này, ta có thể xưng là trục xuất thuật, hẳn còn có càng nhiều công dụng, ta có thể chậm rãi khai phá. Hơn nữa, cảnh giới của ta bây giờ quá yếu, chờ thực lực của ta lại tăng lên một ít, liền có thể chậm rãi bù đắp những quy tắc không hoàn chỉnh này. Ta không thể từ không đến có, bỗng dưng biến ra quy tắc, nhưng có cơ sở tham khảo, vậy liền không thành vấn đề lăng hàn ra hắc tháp hải không tinh đã ở trong tầm mắt xuyên vân toa rơi xuống đất lăng hàn cất đi nhanh chân đi về phía loạn ma cung hắn rất nhanh đi tới loạn ma cung cuồng loạn ma chủ tự mình tiếp kiến hắn lăng hàn tiết lộ một chút bí mật của tiên vực để vị ma chủ này cực kỳ khiếp sợ cái này đánh vỡ nhận thức vô số năm qua của hắn có điều ma chủ trung quy là ma chủ hắn rất nhanh liền tiếp nhận sự thực này lăng hàn cùng hắn ước định một ngày kia mình có năng lực phá tan bình phong tiên vực sẽ mang vị ma chủ này cùng một chỗ tiến vào tiên vực. Hắn lưu lại một ít bảo vật, kia là lấy từ trên người trừng trăm thiên ma địa ma huyền ma đến, tùy ý chọn vài món ra cũng đủ để cuồng loạn ma chủ trợn to hai mắt, trái tim thình thịch đập mạnh. Lăng Hàn, hai vị tỷ tỷ đâu? Lăng Hàn mới vừa đi ra gian phòng của cuồng loạn ma chủ, liền thấy vu giác lập tức tiến lên đón, ngó giáo giác. Lăng Hàn một cước đạp tới, đó là thê tử của ta, người qua chỗ khác chơi đi, còn dám suy nghĩ lung tung, ta biến người thành thái giám. Tiểu thụ mặt đầy oan ức nói nhỏ. Mạc Ly đưa tiến, khi biết chân chính cực hạn của hằng hà cảnh là ngàn vạn ngôi sao, không khỏi giật mình há to miệng, ở trên người nàng có thể nhìn thấy vẻ mặt biến hóa rõ ràng như vậy, thực sự là hiếm thấy. Lăng Hàn cho nàng một chút bí quyết nên chú ý, cái này đều là tất cả đại cấm địa vô số năm qua tổng kết ra, Âu Dương Thái Sơn nói cho hắn, mà Lăng Hàn đối với người ở bên cạnh là chưa bao giờ giấu làm của riêng, đặc biệt là ảo diệu võ đạo. Hắn lần thứ hai lên đường, đi tới Hàn Vân Tinh, bái kiến bá kiếm ma chủ. Lúc trước cuồng loạn ma chủ cùng bá kiếm ma chủ đều từng vì hắn dũng cảm đứng ra, nhân tình này hắn ghi nhớ. Lăng Hàn đồng dạng hứa hẹn sẽ ở thời điểm tiến vào tiên vực mang theo bá kiếm ma chủ, cũng lưu lại một chút bảo vật làm tạ lễ, để vị ma chủ này vô cùng cảm khái, thực sự là thiện ác đều có báo. Lăng Hàn, người phải nhớ về thăm ta, thời điểm hắn đi ra, Trúc Huyên ẩn tình đưa tình nói. Lăng Hàn đối với nàng căn bản không hề có một chút ý nghĩ, liền ăn ngay nói thật miễn cho làm lỡ người ta chúc cô nương ta đã có mấy vị hồng nhan tri kỷ người một phen ta không nghe chúc huyên căn bản không cho hắn nói xong hai tay bưng lỗ tai xoay người liền chạy Lăng hàn thở dài chỉ mong cái này sẽ không phải là một đoạn nghiệt duyên ngược lại hắn sẽ không lại đi trêu chọc nữ tử khác chỉ là những hồng nhan bên người cũng đã làm cho hắn cực kỳ đau đầu xuyên vân toa phá không mà đi bay về phía đường nối hai giới Kỳ thực minh giới cũng có rất nhiều đường nối hai giới, cái nào cũng có thể tới thần giới, nhưng Lăng Hàn lại không quen những nơi khác của thần giới, vạn nhất từ lối đi khác đi ra càng xa hơn thì sao? Quên đi, vẫn là từ đường cũ trở về, ngược lại chỉ là sự tình mấy năm. Xuyên vân toa chạy đi, ba người Lăng Hàn ở trong hắc tháp tu luyện. Hai năm trôi qua, bọn họ đã đi tới đường nối hai giới, mà thực lực của bọn họ so với hai năm trước đều có tiến bộ to lớn. Thiên phượng thần nữ không chỉ bước vào hàng hà cảnh, thậm chí đã đạt đến trung cực vị, mà nữ hoàng đại nhân thì đạt đến hàng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, đang cố gắng bước ra một bước mấu chốt. Cực cảnh, chương 1723, trở lại tinh xa vũ Việt hạ. So sánh với đó, cảnh giới của Lăng Hàn tăng lên ngược lại là ít nhất, vừa vặn đạt đến đại cực vị đỉnh cao, cần lắng động một hồi, sau đó một hơi phá tan đại viên mãn. Sau khi tiến vào thần giới, Hồ Gia liền có thể bắt lấy chuỗi nhân quả trên người ta, miễn không được còn phải tái chiến một hồi. Có điều, lần rót lực cuối cùng vừa vặn lưu cho bọn họ. Lang Hàn tự nói, hy vọng hồ ra hấp thu giáo huấn, cứ như vậy thu tay lại. Điều này hiển nhiên là sự tình không hiện thực, bọn họ đi bộ, bắt đầu qua lại đường nối hai giới. Hiện ở ba người bọn họ đều là hằng hà cảnh, hơn nữa có một cái còn đạt đến cấp độ hằng hà cảnh đại viên mãn, ở đây tự nhiên là vô địch tuyệt đối. Có điều, bọn họ cũng vô ý tạo sát nghiệt, ở minh giới thể hiện ra bản chất minh giới, mà tiến vào thần giới một cách tự nhiên tiến hành chuyển đổi. Tuy Thiên Phượng thần nữ không thể dung hợp quy tắc hai giới, nhưng có thể tiến hành cắt bỏ, nhưng thực lực của nàng ở sau khi tiến vào thần giới là rơi xuống một đoạn dài, dù sao nàng trước vẫn là tu luyện quy tắc minh giới. Xuyên qua chiến trường hai giới, bọn họ về thần giới, đều có một loại cảm giác lại thấy ánh mặt trời, tùy bọn họ ở minh giới không tới mấy năm. Bọn họ lần thứ hai bái phòng Tử Nguyệt thần nữ, để bọn họ cao hứng chính là từ nguyệt thần nữ lại ở trong mấy năm này đạt được đột phá, bước vào hàng hà cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, từ nguyệt thần nữ khẳng định càng thêm giật mình, bởi vì tốc độ tiến cảnh của ba người này càng nhanh hơn. Lăng Hàn theo thường lệ lưu lại một chút tài nguyên tu luyện, lấy hắn hiện tại giàu nứt đố đổ vách, cái này tự nhiên là chút lòng thành. Rời từ nguyệt quân đoàn, thiên phượng thần nữ hỏi, chúng ta hiện tại là về hợp ninh tinh, hay đi mộc đồ tinh? Mộc đồ tinh, Lăng Hàn không chút do dự nói, hắn còn có một số việc chưa hoàn thành, tỉ như hỏi thăm Long Hương Nguyệt tâm tích của cô cô nàng, đi mượn một cái sừng rồng. Hai nữ đương nhiên sẽ không phản đối, bọn họ lần thứ hai lấy xuyên vân toa chạy đi, bước về phía một đồ tinh. Dọc theo đường đi cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, chỉ mấy tháng mà thôi, bọn họ liền đến một đồ tinh, xuyên vân toa lặng yên hạ xuống, cũng không làm kinh động bất luận người nào. Ba người lăng hàn đi tới bát viện, nơi này giống như quá khứ, như căn bản chưa từng xảy ra việc của hồ gia. Lăng lăng lăng, lăng hàn. Chỉ là thời điểm bọn họ xuất hiện ở cửa vũ viện, vừa vặn trước mặt đi tới một người, nhìn thấy ba người bọn họ, nhất thời kinh ngạc, sau đó là giận tím mặt, một đấm đánh tới lăng hàn. Người cái khốn kiếp, lại còn dám trở về, nữ hoàng bước ra một bước, một trường ấn nhẹ, oanh, người kia lập tức bị chấn bay ra ngoài, bây giờ ở trước mặt nữ hoàng, ngay cả đám bá chủ thái miểu, nhậm phi vân cũng chỉ có phần bái phục chịu thua. Lăng hàn khẽ mỉm cười, ngăn cản nữ hoàng nói, ta làm sao, tại sao không thể trở về vũ viện bị ngươi hại thảm người kia giấy dụa bò lên nhìn lăng hàn nổi giận nói trong lòng lăng hàn hơi động lúc đó tuy hắn dẫn mầm tai vạ ra nhưng hồ gia đại khái cũng sẽ không dễ dàng buông tha tinh xa vũ viện hắn gật gù nói ở sau khi ta rời đi chuyện gì xảy ra ở hắn truy hỏi người này mới nói ra tuy hồ gia không có đại khai sát giới ở trong tinh xa vũ viện nhưng để vũ viện xuất huyết nhiều hầu như chuyển hết sạch kho báu Mấy năm qua đệ tử trong vũ viện trải qua có thể nói là rất thê lương, bởi vì tài nguyên tu luyện căn bản không phát ra được, mà kẻ cầm đầu đương nhiên là Lăng Hàn. Lăng Hàn vuốt cầm, món nợ này nhất định phải tính cùng hồ ra, bọn họ lấy đi bao nhiêu, liền để bọn họ gấp 10 lần, không, gấp trăm lần trả lại. Lăng Hàn, lại một người đi ra, nhưng lập tức lộ ra sát khí uy nghiêm đáng sợ. Thái miểu, Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười nói, Thái sư huynh, đã lâu không gặp. Mặc dù trước đó người quái gở áp sát với ta, nhưng ta tốt xấu gì cũng tán thành ngươi là một đời vương giả, bất quá ngươi lại tình nguyện làm chó săn của người khác, lại để ta xem thường ngươi. Bớt tranh đua miệng lưỡi đi, thái miểu chỉ vào lăng hàn, ngươi chạy án, liên lụy vũ viện, lại còn có mặt trở về, ta muốn. Trấn áp ngươi, lăng hàn lắc đầu một cái nói, muốn nói xử phạt, vậy cũng không tới phiên ngươi, bớt ở chỗ này ra vẻ chính nghĩa. Ta nói, lần trước ngươi mang theo bà nương ngu ngốc kia tới tìm ta phiền phức, món nợ này vẫn không có tính với ngươi đây hừ người có tư cách gì cãi lời thánh mẫu đại nhân thái miểu lạnh lùng nói trong ánh mắt nhìn về phía lăng hàn có một tia đố kỵ hắn xác thực đố kỵ người trẻ tuổi trước mắt này thời điểm hắn mới vừa vào vũ viện liền bị áp sát bỏ lỗ chó tuy điều này cũng để hắn tăng tâm tiến thủ nhưng không thể phủ nhận tâm linh của hắn vẫn bị vặn vẹo mà càng làm cho hắn bất bình chính là bên người lăng hàn còn có một đại mỹ nữ tuyệt sắc vô song phong tình vô hạn hắn điểm nào kém lăng hàn tại sao không phải hắn có quý nhân giúp đỡ tránh khỏi chui lỗ cho xấu hổ, tại sao bên cạnh hắn không có một nữ hoàng xinh đẹp vô song làm bạn. Vì lẽ đó, hắn vẫn thấy ngứa mắt với Lăng Hàn. Thời điểm hai người đứng song song, có học viên khác phát hiện bọn họ, không khỏi kinh ngạc thốt lên, nhất thời có nhiều người hơn lại đây. Lăng Hàn, là Lăng Hàn, hắn lại trở về, Lăng Sư huynh, Lăng Sư huynh, Lăng Sư huynh, mọi người rồn dập kêu lên, mặc dù có chút người hận Lăng Hàn, bởi vì hắn dẫn đến mấy năm nay bọn họ không có tài nguyên tu luyện nhưng có nhiều người hơn là nhớ tới lúc trước hắn vì tôn nghiêm của vũ viện mà đứng ra dứt khoát nhận ba chiêu của hồ anh mộc để hồ anh mộc xin lỗi mọi người cũng đánh chết tại chỗ đối với đại bộ phận người mà nói đây chính là một truyền thuyết bây giờ truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt bọn họ tự nhiên người người phấn chấn dồn dập hò hét lang hàn gật gù về phía mọi người xem như bắt chuyện cái này quá nhiều người hắn không có công phu bắt chuyện từng cái lang hàn thái miểu lớn tiếng kêu lên hắn tự nhiên không cam lòng bị gạt sang một bên. Đừng nóng vội, không có quên người đâu. lang Hàn liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lóe lên hàn ý, hắn cảm thấy thái miểu cố ý gây hấn với mình, mà không giống những người khác, trước cáu giận hắn chỉ là bởi vì truyền thống. chương 1724, Cuồng Quất, nếu ngươi nhầm vào ta, vậy ta cũng không cần khách khí với ngươi. Đến chiến, thái miểu lớn tiếng kêu lên, tinh xa vũ viện cũng không có quy tắc không thể lấy lươn ép nhỏ, người sợ bị đánh, liền đàng hoàng ở trong phòng đừng đi ra. Thái miểu, người vẫn tính là người sao, nhậm phi vân bước ra ngoài, lúc trước có một tên thánh nhân giá lâm, tùy ý trả đạp tôn nghiêm của vũ viện chúng ta, người ở đâu? Làm sao không thấy người nhảy ra, ngược lại là lăng hàn, hắn đứng ra, vì vũ viện ta đoạt lại tôn nghiêm, nhưng người thì sao, hiện tại lại đối với hắn như thế? Hắn đầy mặt xem thường, lúc đó sao người không khiêu chiến lăng hàn, hư, hay khi đó lăng hàn còn có thánh vương tinh huyết đang thiêu đốt sức chiến đấu vô song người căn bản không dám khiêu chiến người muốn đánh đến ta làm đối thủ của ngươi mấy câu này cực kỳ khí phách cũng làm cho đại bộ phận người bắt đầu cộng hưởng dồn dập hò hét giúp đỡ lăng hàn sắc mặt của thái miểu không khỏi khó coi không nên quên cũng bởi vì hắn làm hại vũ viện chịu liên lụy hắn ngược lại tốt phủi mông một cái rời đi nhưng chúng ta thì sao các ngươi đều suy nghĩ thật kỹ mấy năm qua từng được tài nguyên tu luyện gì sao là ai hại thái miểu người đủ chưa ngữ khí của nhậm phi vân lạnh lẽo hắn đã không nhịn được muốn ra tay rồi soạt đúng lúc này chỉ thấy một bóng người trước hắn mà ra nhảy về phía thái miểu chính là nữ hoàng đại nhân dám ô nhục chồng của nàng muốn ăn đòn nàng vung tay lên quất về phía thái miểu hừ thái miểu không phản đối lúc trước nữ hoàng có thể cùng hắn đánh hòa nhau đó là bởi vì trong tay đối phương có một khối thạch đầu quái lạ có thể hấp thu tất cả công kích, cũng không phải thực lực của nữ hoàng có thể sánh ngang hắn. Hiện tại ngươi không cầm tảng đá kia cũng muốn đánh với ta." Hắn cười gần, biết loại nữ nhân cao quý lãnh ngạo này nhất định phải trước tiên đánh bại nàng, sau đó mới có thể chinh phục tâm nàng, bằng không đối phương ngay cả nhìn nhiều cũng lười. "Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không muốn thương tổn." Đùng, một câu nói còn chưa nói hết, Thái Miểu đã bị đánh một tát, cả người tung bay, phốc, máu tươi phun mạnh, ở trên bầu trời vẽ ra một đường vòng cung như thải hồng, chỉ là khá thê diễm. Nữ hoàng đại nhân vô cùng cao ngạo đứng thẳng, đầy mặt đều là miệt thị, nhưng rõ ràng là vẻ mặt xem thường người, nhưng mọi người lại khó có thể phát lên một chút xíu phản cảm, chỉ cảm thấy nữ hoàng đại nhân quá uy vũ khi phách. Rất muốn quỷ liếm, cái mông của thái miểu vừa rơi xuống đất, liền lập tức bắn người lên, đầy mặt đều là vẻ xấu hổ, hắn chăm chú nhìn nữ hoàng, điềm nhiên nói. Hóa ra người bước vào hàng hà cảnh đại viên mãn, chẳng trách. Cái này cực kỳ kinh người, phải biết thời điểm nữ hoàng mới vừa vào vũ viện chỉ là tinh thần cực cảnh, nhưng hiện tại không ngờ đạt đến hàng hà cảnh đại viên mãn, đã có thể sung kích thánh nhân vị. Tất cả mọi người cũng hít một hơi khí lạnh, người có thể tiến vào nơi này đương nhiên đều là thiên kiêu, vương giả của mỗi tinh vực, bị người đem ra so sánh. Người xem ai ai ai, mấy năm liền vào sơn hà cảnh, mấy năm liền thành nhật nguyệt cảnh, nhưng so với loạn tinh nữ hoàng, vậy đều là cặn bã. Nhưng Thái Miểu không có vẻ sợ hãi, Vừa nãy hắn là đánh giá thấp thực lực của đối phương, hơn nữa, hắn đi chính là lấy thân làm trận, trận pháp phát huy, mới là thực lực chân chính của hắn. Người làm ta tức giận, hắn nói, ong ong ong, trong cơ thể có một tòa sát trận vận chuyển, trên da hiện ra từng viên từng viên trận văn, đáng sợ không tên. Đùng, nữ hoàng lại một cái tát đánh qua, thái miểu lần thứ hai bay lên trời. Chuyện này, tình huống thế nào, tuy nghe thái miểu nói loạn tinh nữ hoàng đã trở thành hàng hà cảnh đại viên mãn, nhưng không có một người cho rằng nữ hoàng thật có thể ngang hàng thái miểu bởi vì đây chính là một trong ba bá chủ của bát viện cái gì gọi là bá chủ chính là cùng cấp vô địch bọn họ tin tưởng chỉ cần sát trận của thái miểu phát huy hắn nhất định có thể áp chế loạn tinh nữ hoàng dù sao người vừa mới bước vào cảnh giới này làm sao có thể đối kháng bá chủ nhưng kết quả lại đánh mỗi người một tát sát trận phát huy thì đã làm sao bị đánh như thường nhậm phi vân nhiều học viên không thể Thái miểu lấy tay che mặt, tóc có chút tán loạn, hắn kinh ngạc mà nhìn nữ hoàng, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nữ hoàng lại há có thể để ý đến hắn, tay nhỏ huy động liên tục, đùng 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 đùng, chính là một trận bạt tai, đánh cho thái miểu hoàn toàn không có sức lực chống đỡ. Hiện tại cảnh giới của nàng không chỉ ngang hàng thái miểu, càng là tiên thai, tu luyện vài môn tiên pháp, chiến lực như vậy chẳng lẽ còn không thể nghiền ép một ngụy bá chủ. Không vào cực cảnh, làm sao có thể xưng là bá chủ đùng 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 tất cả mọi người nhìn mà trợn mắt ngoác mồm thái miểu bá chủ trong lòng bọn họ đánh nhau cùng cấp tuyệt đối không thể thua bây giờ yếu đuối như một thư sinh căn bản không có tu luyện qua quá con mẹ nó khó có thể tin tưởng được nữ hoàng dơ lên tay làm dáng lại muốn đánh thái miểu vội vã bỏ chạy nhưng hắn mới hơi động lại phát hiện mình lại tiến vào một không gian hoàn toàn đóng kín trời cao không cửa dưới đất không đường thời khắc hắn ngẩn ra đã lần thứ hai trở lại không gian bình thường nhưng trước mặt nhiều hơn một người lăng hàn hắn nhất thời càng ngày càng bạo nữ hoàng nghiễm nhưng đã thành bá chủ trong bá chủ hắn hoàn toàn không phải đối thủ nhưng lăng hàn chỉ là hằng hà cảnh đại cực vị làm sao có khả năng là đối thủ của hắn liền bắt ngươi khai đao hắn tóm về phía lăng hàn ở trên người nữ hoàng thất ý cũng muốn đòi lại ở trên người lăng hàn lăng hàn một trận khổ não hiện tại hắn nắm giữ năng lực thực quá nhiều cũng không biết nên dùng loại nào đến bắt chuyện với thái miểu sát trận cửu thiên hỏa, lôi đình kiếm pháp, tuế nguyệt thiên thu, cực dạ chi ám, phi long tàn ảnh thủ, ai, hắn khe khẽ thở dài, vẻ mặt này ở thái miểu xem ra đương nhiên là yếu thế, hắn không khỏi cười gần, tiểu tử này thực sự là không biết mùi vị, đã không còn thánh vương tinh huyết, còn dám cùng mình hò hét. Hừ, hắn hận lăng hàn, có chí bảo như thánh vương tinh huyết lại đem ra chỗ tài khí phách nhất thời, nếu để cho hắn, đương nhiên phải dùng ở tầm bảo trong di tích cổ. Cần thánh vương tinh huyết mới có thể đắc thủ, kia là trí bảo cỡ nào. Trường 1725, Hồ Gia Kinh Động. Lãng phí, lãng phí rất lớn, vì lẽ đó hắn cực kỳ hận Lăng Hàn, một trưởng nhấn ra, sát trận lưu chuyển, hắn sẽ không giết Lăng Hàn, nhưng muốn làm cho đối phương nếm nhiều đau khổ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nhìn Thái Miểu chỉ tay một cái, một luồng tăm tối không cách nào hình dung nhất thời vây quanh Thái Miểu, khu vực rõ ràng chỉ có ba trượng mà thôi, nhưng Thái Miểu lại bị nhốt ở trong đó, chạy làm sao cũng không thoát được. Tất cả mọi người kinh hãi, Lăng Hàn đây là thành thánh sao, làm sao chỉ tay một cái, thái miểu liền bị vây ở trong bóng tối, không còn xuất hiện. Hơn nữa, vừa nãy hắn để thái miểu thần bí biến mất, cái này là pháp thuật gì? Mới qua mấy năm mà thôi, bọn họ cùng Lăng Hàn tranh lệch thật giống như lớn đến mức độ không cách nào hình dung. Mấy năm trước, bọn họ còn có thể nói là Lăng Hàn vận chuyển thánh vương tinh huyết, không sánh được cũng bình thường, nhưng hiện tại thì sao? Có mấy người chính là cực kỳ châu bò, luôn có thể sáng tạo kỳ tích, khiến người ta chỉ có thể cúng bái. Lang sư huynh, tất cả mọi người hoan hô, võ giả sùng bái cường giả, Lang Hàn dùng thực lực thắng được tôn trọng của mọi người. Lang Hàn cười gật đầu, cùng hai như tiến vào vũ viện, nhiều học viên dồn dập theo ở phía sau, mồm năm miệng mười nói, đại bộ phận là đang hỏi Lang Hàn mấy năm qua tao ngộ, đương nhiên, cũng có chút người muốn biết Lang Hàn là làm sao trở nên cường đại như thế. Lang Hàn cũng không ẩn giấu, hắn nói bị Hồ Phong truy sát, trốn vào minh giới, rồi lại ở nơi đó ăn sung mặc sướng, thậm chí còn có giao tình với hai vị ma chủ, để tất cả mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu như đổi thành bọn họ, căn bản sẽ không chuyển đổi được quy tắc, sớm đã bị cường giả minh giới nhìn chằm chằm giết chết. Đương nhiên, liên quan với sự tình chủ yếu, tỷ như tiên vực, tỷ như hắc tháp, lăng hàn đương nhiên không thể thổ lộ, có một số việc vẫn để cho tinh sa đại thánh đến quyết định có muốn tuyên bố hay không. Người trở về, minh tâm thánh nhân xuất hiện, nhìn lăng hàn gật gật đầu, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. 27 tòa sát trận, hơn nữa còn là xâm La Cử Tuyệt trận mạnh nhất dưới thánh cấp. Tiểu tử này là quái vật a. Bái kiến thánh nhân, Lăng Hàn ôm quyền hành lễ, Minh Tâm thánh nhân có thể coi là thầy tốt bạn hiền của hắn. Đến, Minh Tâm thánh nhân mang theo Lăng Hàn đi gặp Tinh xa đại thánh. Hồ gia uy hiếp còn không có giải trừ, Lăng Hàn làm sao dám vào lúc này trở về, không muốn sống sao? Lăng Hàn chỉ nói hắn có thủ đoạn trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thực lực của thánh vương, không cần lo lắng Hồ gia, mặt khác hắn thổ lộ bí mật của tiên vực cho hai vị thánh nhân thời điểm hắn tiến vào tiên vực sẽ không ngại mang theo mấy người hai vị thánh nhân đều khiếp sợ đừng nhìn bọn họ ở thần giới đã đứng ở đỉnh cao nhưng phóng tới tiên vực bọn họ ngay cả cao thủ cũng không xứng điều này làm cho bọn họ có chút mất mát thậm chí khó có thể tiếp thu nhưng thánh nhân dù sao cũng là thánh nhân tự nhiên không thể ngay cả chút dũng khí này cũng không có rất nhanh tỉnh lại bọn họ có thể ở cổ giới tu luyện tới tầng cao nhất chứng minh thiên phú của bọn họ kinh người, vậy tiến vào tiên vực cũng không kém gì người khác. Trở lại bát viện, Lăng Hàn đặc biệt thỉnh giáo trận đạo với minh tâm thánh nhân, đây là một vị thánh nhân lấy trận nhập đạo, nói đến lý giải với trận pháp, hắn vượt xa tinh xa đại thánh. Minh tâm thánh nhân cũng vô cùng thưởng thức Lăng Hàn, trong lòng hắn cảm khái, lúc trước có thể thu Lăng Hàn làm đệ tử thân truyền là tốt rồi, nhưng bây giờ đối phương biểu hiện ra tiềm lực, thực lực đều để hắn thán phục, tự giác không có tư cách thu Lăng Hàn làm đệ tử. Lăng Hàn ở rất sớm liền có thể chém giết Hồ Anh Mộc, nhưng hắn ngay cả một chiêu cũng không đón được. Hơn nữa, Lăng Hàn hỏi nhiều vấn đề để hắn cũng được dẫn dắt rất lớn, liên tiếp có linh cảm diệu ngộ, tiếp tục như vậy, không cần mấy ngàn năm hắn liền có thể bước vào trung thánh. Hắn không khỏi càng yêu thích Lăng Hàn, cũng càng thêm tiếc hận hắn không phải là đệ tử của mình. Lăng Hàn thu hoạch càng to lớn hơn, ở nắm giữ trận đạo cơ sở, minh tâm thánh nhân vượt xa hắn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải, để hắn rộng rãi sáng sủa, tự giác chỉ cần mình có thể đặt chân thánh đạo, liền có thể rất nhanh nắm giữ trận pháp thánh cấp. Thời gian lặng yên mà qua, loáng một cái đã là mấy tháng. Bát thạch cấm địa, hồ ra, khi lang hàn tiến vào thần giới, hồ lạc lập tức mở hai mắt ra, trên mặt lướt qua vẻ tức giận cùng đau xót. Phong nhi dĩ nhiên đã chết, hắn bấm tay suy tính, qua một lúc sau, hắn không khỏi râu tóc đều dựng, tựa hồ khiếp sợ đến cực hạn. Là ác tử kia, làm sao có khả năng, theo lão phu suy tính, trên người hắn đã không có thánh vương tinh huyết, mà Phong Nhi được lão phu ban tặng một giọt tinh huyết, làm sao có khả năng sẽ chết ở trên tay ác tử này. Chuỗi nhân quả không thể làm giả, Âu Dương Thái Sơn lão thất phu, nhất định là ngươi. Hồ Lạc đột nhiên vỗ bàn, lực lượng đáng sợ cuốn qua, oanh, gian phòng của hắn nhất thời bị chấn nát tan, mà một tên thị nữ, một tên đạo đồng ngay cả tiếng kinh hô cũng không có phát ra, theo gian phòng cùng một chỗ hóa thành bột mịn hắn cuối cùng cũng coi như còn khống chế một hồi tâm tình, nếu không thì không phải vấn đề một gian phòng, mà là toàn bộ bát thạch cấm địa cũng có thể gặp xui xẻo. Lão tổ, lão tổ, lão tổ, sáu tên thánh nhân lập tức xuất hiện, dồn dập dùng ánh mắt kính sợ nhìn hồ lạc. Tuy hồ Gia còn có hai vị thánh vương, nhưng chỉ có hồ phong đạt đến tầng thứ cao nhất, mà sức chiến đấu càng là cấp bậc bá chủ. Đây là định hải thần châm của hồ gia, nhưng lão tổ lại động lôi đình chi nộ, tự nhiên để những người khác chấn kinh rồi chuỗi nhân quả, hồ phong, bọn họ rất nhanh liền biết nguyên nhân hồ lạc nổi giận, mỗi người không khỏi giận tái mặt, hồ phong quá ưu tú, tin tưởng cho dù phóng tới tiên vực cũng có thể xưng một tiếng thiên tài, nhưng hiện tại lại bị người làm thịt. Âu Dương Thái Sơn từng làm thuyết khách cho ác tử kia, nhưng hiện tại phong nhi đã chết trong tay ác tử này, lão phu tin tưởng, cái này nhất định là Âu Dương Thái Sơn trọng thương phong nhi, để ác tử kia nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ. Hồ lạc uy nghiêm đáng sợ nói, sát ý hóa thành thực chất, chương 1726, phẩm chất xảo trá làm phản. Hừ, vậy tuyệt không có thể bỏ qua cho ác tử kia. Nếu chuỗi nhân quả xuất hiện nói rõ ác tử này đã trở lại thần giới. Thật to gan, giết người của hồ gia ta, lại còn dám nghênh ngang trở về. Không thể bất cần, lúc trước ác tử kia trốn vào minh giới, nhưng hiện tại lại trở về, trong đó tất nhiên có quỷ. Chúng thánh ngươi một câu ta một câu, đều cho rằng lang hàn nhất định phải giết, nếu không sau này bát thạch cấm địa cũng không cần lăn lộn, ở trong tay một tiểu bối chết liền hai tên thánh nhân sẽ bị người khinh bỉ đến trong công a thế nhưng lăng hàn trở về quá không có đạo lý để bọn họ tin tưởng khả năng này là một cái bẫy hồ lạc trầm ngâm mối thù này là nhất định phải báo hơn nữa trên người lăng hàn còn có bí bảo của thiên hà vương kia là bí pháp của một vị tiên vương a coi như đây là một cái bẫy chúng ta cũng không thể kinh động cấm địa khác hắn rất nhanh nói lão phu sẽ che đậy thiên cơ để những cấm địa khác không cách nào thôi diễn lại tự mình đi truy sát ác tử này. Lão tổ, có lão thất phu Âu Dương Thái Sơn kia ở trong bóng tối phá rối, khả năng cực cao còn có cấm địa khác tham dự, nhằm vào chúng ta. Một tên thánh nhân nói, hồ lạc gật gù, lão nhị lão lục, các ngươi lưu lại, những người khác. Đều cùng lão phu đi, mặt khác, lại mang theo mấy tiểu bối thiên phú ưu tú, nếu bọn họ muốn thử tìm lão phu, vậy lão phu cũng tới thăm dò bọn họ một hồi. Vạn nhất sốc toàn bộ lực lượng, bị người bê xào huyệt, bọn họ liền muốn khóc nhưng mang theo năm tên thánh nhân cũng không tin lăng hàn còn có thể lật trời âu dương thái sơn lại giỏi cũng chỉ là bá chủ minh giới sức ảnh hưởng ở thần giới có hạn vì bí bảo của thiên hà vương coi như đây là một cái bẫy chúng ta cũng phải bước vào hồ lạc kiên quyết nói ừm um, thánh nhân khác đều gật đầu đạt được bí pháp tiên vương hồ gia sẽ nhất phi trùng thiên tương lai tiến vào tiên vực trở thành thế lực tiên vương cao cấp nhất cũng có thể đáng giá liều mạng Do Hồ Lạc xuất lĩnh, tổng cộng 6 thánh điều khiển kim quang đại đạo giết về phía mục đồ tinh, vài tên tiểu bối đương nhiên là chờ ở trong không gian thần khí. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, ngay cả bọn họ cũng đi dòng dã 3 tháng mới đến được mục đồ tinh. 6 thánh giá lâm, trong đó càng có hai tên thánh vương, khái niệm này nghĩa là gì? Thánh uy tràn ngập, toàn bộ sinh linh trên một đồ tinh đều phát ra run rẩy, thật giống như linh hồn cũng muốn nát tan. Bái kiến thánh vương, tinh xa đại thánh xuất lĩnh 9 tên đệ tử đi ra, cung kính hành lễ với Hồ Lạc. Hồ Lạc đang thôi diễn, cũng thả ra thần thức quan sát, nhưng mặc hắn tìm thế nào cũng không có phát hiện có dị dạng gì. Tinh cầu này như trước, người mạnh nhất chỉ là một tên đại thánh mà thôi. Quái lạ, quá quái lạ, hắn tuyệt không tin Lăng Hàn dám nghênh ngang trở về như thế, việc này tất có kỳ lạ, chắc chắn có âm mưu. Lẽ nào, thế lực sau lưng Lăng Hàn đều trốn ở trong không gian thần khí? Hắn thực sự là nghĩ quá nhiều, chỉ là hắn nghĩ như thế nào đi nữa lại há sẽ nghĩ tới còn có chuyện hắc tháp rót lực, xác thực không thể nào hiểu được lăng hàn dám một thân mình trở về. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này càng yên tĩnh, ôn hòa, vậy sát cơ liền càng khủng bố. Có thể, có mấy cấm địa nhằm vào, muốn nhân cơ hội xóa đi bát thạch cấm địa. Tuyệt đối không nên cho rằng mọi người đều mang theo hai chữ cấm địa chính là người một nhà, sai, trong một gia tộc cũng có tranh quyền đoạt thế, huống chi những thế lực đỉnh cấp này, như thánh dược, trên đời này chỉ có mấy cây, không tranh giành làm thế nào đạt được có xung đột lợi ích, tự nhiên sẽ có cửu hận. Bát thạch cấm địa lại từ trước đến giờ hung hăng quen rồi, không biết đắc tội bao nhiêu thế lực, bị người liên hợp nhầm vào cũng không kỳ quái, chỉ là hồ lạc còn không biết đến cùng có mấy cấm địa tham gia. Hắn ấn xuống lửa giận cùng sát ý trong lòng nói, ngày hôm nay lão phu dẫn theo mấy tộc nhân đến, cùng đệ tử của các ngươi luận bàn một chút. Tinh xa đại thánh đầy mặt quái lạ, trong hồ luôn người bán thuốc gì a? À? Ai nấy đều thấy được, người đằng đằng sát khí, nhưng lại không gọi đánh gọi giết, trái lại muốn tới luận bàn, nước chảy vào đầu sao. Nhưng một vị thánh vương lên tiếng, cho phép ai từ chối sao? Được, lão phu sẽ sắp xếp một hồi, hắn nhìn chín thánh trầm thấp nói một câu, để bọn họ ở phân viện từng người chọn mấy mầm ưu tú đến. Bọn họ đều rời bước đi tới cổ viện, ngồi ở ghế quan chiến, hai vị thánh vương đương nhiên ngồi vị trí tốt nhất, mà tinh xa đại thánh làm chủ nhân thì ngồi ở ghế kế, tiếp theo là tứ thánh của hồ gia. Không lâu lắm, Minh tâm thánh nhân cùng chín thánh đều mang theo bá chủ của phân viện lại, có không ít đệ tử nghe tiếng chạy tới xem trò vui. Nhưng bát viện chỉ đến nhậm phi vân, kỳ thiên cùng dư tố tố. Thái miểu đã không có mặt mũi gặp người, hồ lạc ngay cả con mắt cũng không có mở, dưới thần thức của hắn bao phủ, toàn bộ mục đồ tinh đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Lăng hàn đâu, trong lòng tinh xa đại thánh sông mạnh, nhìn về phía minh tâm thánh nhân hỏi. Minh tâm, lăng hàn ở đâu? Bẩm sư tôn, Lăng Hàn ra ngoài rèn luyện, đến nay chưa về. Minh Tâm Thánh Nhân trợn mắt nói mò, Hồ Lạc không khỏi hừ một tiếng, chuỗi nhân quả hắn bắt lấy xác thực đứt đoạn mất ở đây, nhưng không có di động đến những chỗ khác, vậy chỉ có một khả năng. Đối phương là tiến vào không gian thần khí, muốn lừa dối hắn sao? Đại nhân, đúng lúc này, chỉ thấy một trung niên bay tới, trên lưng có cánh, năm ngón tay liền với màng chân. Hắn quỳ trên mặt đất nói, vãn bối thái miểu, có bí mật trọng yếu bẩm báo lớn mật, hồ gia thánh nhân mở chừng hai mắt, cái cẩu vật gì, thánh nhân là người muốn gặp liền có thể gặp sao. Minh tâm thánh nhân mặt lạnh như nước, trực tiếp tóm tới. Không hiểu quy củ, trở lại bế quan suy ngẫm cho ta. Đùng, tay của hắn mới duỗi ra, nhưng bị một nguồn lực lượng trực tiếp đập vỡ tan, kinh lực phản phệ, sắc mặt của minh tâm thánh nhân như giấy vàng, không khỏi qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hồ Lạc thu ngón tay về, lạnh nhạt nói. Để hắn nói, tinh xa đại thánh không khỏi siết nắm đấm đến căng thẳng, hắn coi chín tên đệ tử đều là như thân tử, hận không thể lập tức ra tay với hồ lạc, nhưng nếu hắn dám làm như thế, tất cả mọi người nơi này đều sẽ chết. chương 1727, tiểu nhân làm giữ. Hắn hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nhịn xuống kích động. Nói đi, hồ lạc nhìn về phía thái miểu nói, thậm chí còn nở một nụ cười. Thái miểu được cổ vũ, hắn cũng không thèm nhìn tới minh tâm thánh nhân, chỉ lo nhìn thấy mặt của đối phương sẽ dao động quyết tâm của mình, dù sao cũng là sư phụ của hắn, sự uy rất nặng. Hắn sẽ vào lúc này xuất hiện, là đã hạ quyết tâm, muốn phản ra vũ viện. Bị nhục lớn như vậy, hắn đã không mặt mũi ở vũ viện, mà lăng hàn là cái đinh trong mắt hắn nhất định phải diệt trừ, vừa vặn gặp phải người hồ ra đến, hắn đương nhiên phải nắm lấy cơ hội này. Đại nhân, lăng hàn từ 3 tháng trước trở về vũ viện, hiện tại đang bế quan ở trong viện của mình. Hắn nói, cái này tự nhiên ở trong dự liệu của Hồ Lạc, vốn hắn định phát tác, hiện tại có Thái Miểu nói, hắn liền nhìn về phía tinh xa đại thánh cười nhạt nói. Các ngươi là lừa dối lão phu sao? Câu nói này, hắn nói tới sát ý sôi trào, trong lòng tinh xa đại thánh run rẩy kỳ thực ngược lại không phải bọn họ không muốn để cho Lăng Hàn đi ra. Trước Lăng Hàn đã nói, chờ Hồ ra tới, hắn liền vận dụng lá bài tẩy, phát huy ra sức chiến đấu của Thánh Vương đỉnh cao, trực tiếp xóa đi hết thảy cường giả của Hồ gia nhưng lang hàn lại vô cùng thích bế quan, động một chút là chơi biến mất, để tinh xa đại thánh cũng rất bất đắc dĩ. Thời điểm mấu chốt này, người lại không gặp người. Hắn quét mắt nhìn thái miểu, trong lòng không khỏi đại hận. nếu không có đệ tử này ăn cây táo rào cây sung, hắn sao sẽ bị động như thế. Chỉ cần cắn chết lang hàn không ở chỗ này là được. Tinh xa đại thánh cũng không biết còn có chuỗi nhân quả ha. hả, hồ lạc hơi run run, hắn đột nhiên lại bắt được chuỗi nhân quả hắn hơi hít mắt, rất nhanh liền gặp một bóng người bay lượn tới. Ánh mắt của hắn lập tức đỏ lên, bởi vì cái này chính là tử địch của hồ gia bọn họ. Một hàng hà cảnh lại cũng có thể trở thành tử địch của cấm địa, chuyện này quả thật chính là khôi hài, nhưng sự thực xác thực như vậy, ở trong tay của Lăng Hàn chết mất hai tên thánh nhân của hồ gia. Hai tên thánh nhân A, cho dù ở cấm địa, thánh nhân cũng không phải rau cải trắng, hồ gia cũng chỉ có 10 vị mà thôi. Mỗi một vị thánh nhân không biết tiêu tốn bao nhiêu đánh đổi mới bồi dưỡng ra được, chỉ là thánh dược cũng ăn không dưới ba cây, mỗi chết đi một vị đều là thiên đại tổn thất. Hơn nữa, Hồ Phong là hy vọng tương lai của Hồ Gia, tương tự chết ở trong tay ác tử này. Không tới chậm chứ, Lăng Hàn cười nói, ánh mắt đảo qua Hồ Gia chư thánh trên đài cao, tương tự có sát ý lấp lẽ. Hồ Lạc Ấn xuống sát ý nói, nếu chính chủ đã đến đông đủ, liền bắt đầu luận bản A. Đúng rồi, Lão Phu nhìn người này không tệ, liền để bọn họ gia nhập Hồ Gia chúng ta xuất chiến. Vâng, Lão Tổ. Hồ gia chư thánh đều cười gật đầu, thái miểu vừa nghe, khẽ cắn răng, quỳ lạy hồ lạc chín cái. Tạ ơn lão tổ tác thành, lần này, hắn là từ đầu đến đuôi đứng ở phía đối lập của tinh xa vũ viện, không còn đường quay đầu có thể đi rồi. Công nhiên phản bội, phía dưới, hết thầy học viên đều trợn mắt nhìn thái miểu. Nơi này mỗi người đều không có hảo cảm với hồ gia, lúc trước hồ anh mộc hung hăng cỡ nào, đạp vũ viện ở dưới bàn chân, nhưng thái miểu lại nhận tạc làm cha, để mỗi người muốn làm thịt hắn. Người, nên có một giới hạn, Thái Miểu chỉ làm như không thấy, đã tới mức độ này, hắn cũng chỉ có một đường hắc đến cùng. Hồ Lạc không khỏi lộ ra nụ cười, nhưng Thái Miểu ngoắc ngoắc tay nói. Lại đây, hắn một ra chỉ điểm, nhất thời có một vệt ánh sáng đi vào trong cơ thể Thái Miểu. Người đánh trận đầu, Thái Miểu đầu tiên là cả kinh, sau đó đại hỉ. Hắn cảm giác đến trong cơ thể có một luồng lực lượng hồng hoang, để hắn cảm thấy một quyền có thể oanh thiên địa ra lỗ thủng. Hồ gia chưa thánh cười gần, một chỉ này gọi là kinh thần chỉ, có thể hoàn toàn kích thích tiềm lực của một người ra, trong khoảng thời gian ngắn thu được chiến lực bạo phát, nhưng sau khi chiến một trận xong cả người liền phế bỏ. Loại cặn bã này thật cho rằng có thể gia nhập hồ ra. Cát, nhưng Thái Miểu lại không biết, chỉ tưởng đây là năng lực nghịch thiên của Thánh Vương, để sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Hắn lần thứ hai quỳ xuống nói, tạ ơn lão tổ tác thành, tiểu nhân tất nhiên sẽ không phụ lão tổ yêu ái. Hắn tung người mà ra, lẫm lẫm liệt liệt nói. Ai đánh với ta một trận, nhiều học viên đều căm phẫn sục sôi, thật chưa từng thấy ra hỏa vô liêm sỉ như vậy. Ta đến, một tên bá chủ trong học viên nhảy ra, hắn là vương giả tam viện, tên sử đăng. Ha 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 ha, thái miểu không nói hai lời, trực tiếp đấm ra một quyền, sát trận trong cơ thể giật động, phối hợp lực lượng kinh khủng của hắn hiện tại, oanh, sử đăng không phải đối thủ, trực tiếp bị đánh bay ra khu vực chiến đấu. Bốn phía, một mảnh không hề có một tiếng động, sử đăng rủ tứ chi, cả người máu me đầm địa, ở dưới đòn đánh này ít đi nửa cái mạng, đã hôn mê. Phế vật, thái miểu gắt một cái, hiện tại hắn thực sự là vô cùng đắc ý. Đây mới là lực lượng vô thượng hắn vẫn theo đuổi, buồn cười a à, trước hắn vẫn khổ sở tu luyện, nhưng không nghĩ tới, chỉ cần cường giả ban tặng, hắn trong nháy mắt liền có thể nắm giữ. Đây thực sự là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của hắn. Cái kế tiếp, hắn chắp hai tay sau lưng, ngông cuồng tự đại, ta, 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 trong khoảng thời gian ngắn, lại có bốn tên học viên bá chủ đồng thời nhảy vào sân đấu, Nhậm Phi Vân chính là một người trong đó. Đây thực sự là tiểu nhân đắc chí để mỗi người không nhìn nổi, chỉ cảm thấy một kiếm chém hắn cũng quá tiện nghi, phải đóng đinh hắn ở cửa vũ viện, để vạn ngàn người hậu thế phỉ nhổ. Ta đến, các ngươi xuống đi, không, để cho ta tới. Bốn tên bá chủ tranh nhau chen lấn, muốn cùng Thái Miểu giao thủ. Kha kha, các ngươi cùng tiến lên đi, Thái Miểu cười gần, Hắn chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể còn bành trướng, đạt đến mức độ khó tin, rõ ràng số lượng ngôi sao không có tăng nhanh, nhưng mỗi một ngôi sao đều tăng lớn không chỉ gấp 10 lần, để lực lượng của hắn cũng thuận theo tăng vọt. Hắn giết ra, đồng thời oanh kích về phía bốn tên bá chủ. Oanh oanh oanh, thế công của hắn thật đáng sợ, khiến cho bốn bá chủ nhất định phải ra tay, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn rơi vào hạ phong, bị thái miểu đè đánh. Chương 1728, tự thực ác quả. Ha 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 ha. Ta mới là vương giả chân chính trong thế hệ tuổi trẻ." Thái Miểu cười to, tuy trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa thể oanh bại bốn tên bá chủ này, nhưng hắn cảm ứng được lực lượng trong cơ thể còn đang không ngừng tăng lên, không cần bao lâu, hắn liền có thể nghiền ép bốn người này. "Thoải mái, thoải mái lật người." Quả nhiên, chỉ mười mấy chiêu, bốn bá chủ bị Thái Miểu một quyền đánh bay, mỗi một người đều liên tục thổ huyết, xương đứt đoạn chỉ ít một nửa. Cái kế tiếp, Thái Miểu càng ngày càng đắc ý, mục tiêu của hắn là lăng hàn nhưng sẽ không chủ động khiêu chiến, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, hiện tại hắn mới là người chiếm cứ vị trí hung hăng, sao có thể khiêu chiến người yếu. Hắn liền đứng đó, ai lên cũng bị hắn một quyền oanh bại. Nhìn thấy hắn lớn lối như vậy, nhiều học viên đều tức điên, lúc nào kẻ phản bội cũng có thể lớn lối như vậy. Nhưng ngay cả bốn bá chủ liên thủ cũng không địch lại, hiện tại thái miểu thực quá mạnh mẽ, có thể phải 10 người liên thủ mới có thể chấn áp hắn. Nhưng 10 người liên thủ cho dù có thể thắng, thì có ý nghĩa gì chứ? không có ai sao, thái miểu nhìn xuống, đầy mặt xem thường, còn có ai, tất cả mọi người tức đến bốc khói, nhưng hiện tại thái miểu sắc thực quá mạnh, bọn họ cũng chỉ có trơ mắt nhìn hắn hung hăng. Đáng ghét, đáng trách, xeo, một bóng người lướt qua, trong sân đấu có thêm một mỹ nhân tuyệt sắc phong hoa tuyệt đại, để thái dương mất đi ánh sáng, để hoa tươi mất đi màu sắc. Loạn tinh nữ hoàng, hả, nhìn thấy nữ hoàng đại nhân, ngay cả đám người hồ là cũng không nhịn được trong lòng chập chờn bay lên một luồng dục vọng chiếm lấy. Ở điểm này, bọn họ kém xa đám người tinh xa đại thánh tiết tắc. Bởi vì đám người tinh xa đại thánh đều là một lòng truyền thụ võ đạo, bọn họ càng coi trọng chính là thiên phú của các học viên, nhưng đám người hồ lạc không giống, không hề có giác ngộ vi nhân sư biểu, tuy tuổi đã một đám lớn, nhưng tâm tính lại không lớn chút nào. Tiện nhân, người quả nhiên xuất hiện, thái miểu uy nghiêm đáng sợ nói, hắn đối với loạn tinh nữ hoàng đã không có ảo tưởng. Hắn xác thực còn muốn có nữ hoàng, nhưng không phải thông qua theo đuổi, mà là trực tiếp dùng bạo lực giữ lấy. Hiện tại hắn có thực lực như vậy, quỳ xuống cho ta, hắn ra tay, trong lòng có nhớ nhung cực kỳ hắc ám, muốn cho nữ hoàng quỳ gối ở trước người, liếm hôn ngón chân của hắn. Nữ hoàng xem thường nói chuyện, chỉ một tát quất tới Thái Miểu. Đùng, nhưng lần này, Thái Miểu không có trúng chiêu, mà đúng lúc đưa tay đón đỡ, ngăn cản một trường này. Ha ha, ta không phải là trước kia, Thái Miểu cười to, loại lực lượng này thật quá thoải mái, hắn trở tay chụp tới, chộp về phía nữ hoàng, sờ cổ tay của nàng một chút cũng tốt. Thấy cảnh này, đừng nói đệ tử học viên nổi giận, ngay cả hồ gia chư thánh cũng không khỏi nhíu mày. Người một run dế nho nhỏ, cũng dám chạm nữ nhân bọn họ vừa ý. Nữ hoàng đương nhiên sẽ không để cho hắn thực hiện được, năm ngón tay tung bay, đánh ra kiếm khí đáng sợ. Oanh oanh oanh, hai người ở cự ly gần không ngừng giao chiến, nhưng thực lực ngoài ý muốn tiếp cận, ai cũng không thể chiếm cứ thượng phong. Ta còn có thể càng mạnh hơn, thái miểu lớn tiếng kêu lên, hắn hít một hơi thật sâu, quả nhiên, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn, mỗi một viên tinh thần đều lần thứ hai bành trướng, đạt đến cực hạn. Không thể lại mở rộng, cho dù lớn hơn một tia cũng sẽ nổ tung. Ta là vương giả vô địch, thái miểu gia quyền, đánh về phía nữ hoàng, sát trận giật động, nhưng so với sức chiến đấu của bản thân hắn, sát trận chi uy kỳ thực đã có thể bỏ qua không tính. Gần như trình độ 2 triệu ngôi sao, lăng hàn ở ngoài nhìn, thầm nói, trong cấm địa, thiên kiêu như vậy không phải số ít, nhưng đều là tự mình tu luyện được, không giống thái miểu, chỉ là phù dung chớm nở. Hắn thấy rõ, cường đại như thế là thiêu đốt sinh mệnh để đánh đổi, sau khi kết thúc, cho dù thái miểu không chết cũng trở thành một phế nhân, nhiều nhất như người thường, tới trăm năm đại nạn liền kết thúc. Thực lực như vậy, nữ hoàng có thể đối phó, nữ hoàng mặt đầy kiêu ngạo, nàng triển khai tiên thuật, mở ra cực dạ chi ám, bóng tối vô biên bao trùm thái miểu, để hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng căn bản không biết mục tiêu công kích ở đâu. Không đủ không đủ thái miểu giống to hai tay vỗ một cái hình thành một cơn lốc miến cưỡng thổi tan hắc ám ở trước mặt lực lượng tuyệt đối quả nhiên cái gì cũng không thể ngăn cản nữ hoàng cũng không nhụt trí hai tay lật lại phi long tàn ảnh thủ mở ra đùng 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 từng đạo từng đạo trưởng kình vỗ vào trên người thái miểu tốc độ này quá nhanh để thái miểu không cách nào né tránh thái miểu bị đánh cho lảo đảo nhưng khiến người ta khiếp sợ chính là hiện tại sức phòng ngự của hắn cũng cực kỳ kinh người ăn nhiều trường như vậy thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không hề biến hóa, phảng phất như bất tử chi thân. Bởi vì đây là hoàn toàn nghiền ép tiềm lực, tinh lực ra, lúc này lực khôi phục của Thái Miểu có thể so với tu luyện bất diệt thiên kinh, một trường đánh tới tuy tạo thành trọng thương, nhưng trong nháy mắt đã khép lại. Lui hơn 10 bước, Thái Miểu đã đứng vững bước chân, hắn cảm ứng một chút, phát hiện mình nửa điểm tổn thương cũng không có, không khỏi cất tiếng cười to, cái này cường đại đến để hắn cũng không thể tin được. Không hổ là thủ đoạn của Thánh Vương, nghịch thiên rồi. Đến lượt ta, hắn tung trở về, phát động phản kích, chỉ là hắn chỉ có lực lượng tăng lên, lại không có tu tập tiên pháp, lực công kích kỳ thực rất có hạn, muốn đánh bại nữ hoàng là làm sao có thể. Hai người ác chiến, một cái tiên pháp tầng tầng lớp lớp, một cái khác là lực khôi phục nghịch thiên, ăn đả kích nặng đến đâu cũng có thể lập tức khôi phục, để chiến cuộc giằng co. Nữ hoàng không khỏi nổi giận, hơi suy nghĩ, nàng cuối cùng phát động năng lực huyết mạch, hoặc là nói năng lực của cửu tử thiên công, từng đạo phân thân từ trong cơ thể nàng đi ra, nhất thời, có 10 vị nữ hoàng tiếu lập ở giữa chàng. Thuật phân thân, thái miểu không sợ, phân thân như thế nào so với chân thân, tự nhiên là lấy mê hoặc làm chủ, sức chiến đấu có thể bỏ qua không tính. Nữ hoàng ra tay, oanh, 10 thân đồng thời động, cùng dùng tiên thuật. Cái này thậm chí ngay cả lăng hàn cũng phải chố mắt. Cực dạ chi ám, phi long tàn ảnh thủ, tuế nguyệt thiên thu, lôi đình kiếm pháp, mỗi một thân đều độc lập vận chuyển một môn tiên thuật, đánh về phía Thái Miểu. Chương 1729, một đòn đánh giết thượng. Oanh 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 oanh, Thái Miểu bị bạo oanh, lực khôi phục của hắn xác thực kinh người, nhưng không chịu nổi bị 10 nữ hoàng đồng thời vận chuyển tiên thuật oanh kích, rất nhanh bắt đầu trong miệng phun máu, sau đó cả người phun huyết, có thể rõ ràng nhìn thấy, thân thể Thái Miểu đều biến hình, có từng ngón từng ngón xương gãy đâm ra. Ta là bất bại, Thái Miểu giận dữ hết, hắn còn muốn chấn chỉnh lại kỳ phong, nhưng ngơ ngác biến sắc, lực lượng của hắn đột nhiên bắt đầu đi xuống dốc hơn nữa là một tiết ngàn dặm trong nháy mắt liền rơi xuống đáy vực đừng nói vô địch thiên hạ ngay cả trạng thái nguyên bản cũng kém xa tít tắc hắn trong nháy mắt già nua da rẻ trở nên lỏng lẻo tóc hoa dâm trên mặt tất cả đều là nếp nhăn trong nháy mắt liền thành một người thường sắp chết ạch à, hắn dãy dụa muốn bỏ lên nhưng một chút khí lực cũng không có chỉ phí công mà thôi hắn bị nữ hoàng đánh tới cực hạn chiến một trận vẫn không có chung kết tinh khí sinh mệnh liền không đủ sức cầm cự hắn tiếp tục thiêu đốt, không chỉ có thể trở về nguyên hình, hơn nữa còn biến thành phàm nhân. Nữ hoàng vung tay lên, chín thân dồn dập trở về trong cơ thể, nàng cũng không thèm nhìn tới thái miểu, trực tiếp đi về bên người lăng hàn, theo hắn ngồi xuống, khi phách thu lại, đã biến thành một tiểu nữ nhân ôn nhu. Khạc, khạc, giữa trường, thái miểu còn thổ huyết, tu vi của hắn hoàn toàn biến mất, lại thêm bị thương nặng như vậy, đã cách cái chết không xa. Hắn nhìn phương hướng hồ lạc, còn làm mộng đẹp, chờ mong hồ lạc sẽ xuất thủ cứu hắn, nhưng cái này tự nhiên chỉ là một ảo tưởng, người hồ gia chỉ cười gần, bọn họ nguyên bản cũng chỉ coi thái miểu là một con chó săn, làm sao có khả năng lưu ý sinh mệnh của một con chó. Tinh xa đại thánh lại nhìn về phía minh tâm thánh nhân gật gật đầu, minh tâm thánh nhân hiểu ý, thân hình nhảy ra, sách thái miểu lên, thánh lực trong cơ thể phun trào, tạm thời áp chế thương thế của thái miểu. Người này, không thể chết tiện nghi như vậy, hắn nói như thế, nhiều học viên còn tưởng rằng Minh Tâm Thánh nhân muốn cứu Thái Miểu, nghe nói như thế không khỏi gật đầu, đúng, phản bội Vũ viện nào có thể chết dễ dàng như vậy. Ngươi không phải rất hung hăng sao? Hiện tại lại hung hăng a." Hồ Lạc không để ý chút nào, phất tay một cái nói. "Tiếp tục, một tên tộc nhân Hồ ra tung người ra, hắn vòng quét mọi người, cuối cùng chăm chú vào trên người Lăng Hàn nói. "Tại Hạ Hồ Dương Trần, muốn lãnh giáo Lăng huynh một chút." "Hạ quyết tâm rồi sao?" Lăng Hàn cười nhạt, đứng lên nói nếu ngươi gấp muốn chết như thế, ta há có thể không thành toàn ngươi. Hồ Dương Trần không khỏi giận dữ, hắn là hàng hà cực cảnh, càng tu ra gần 300 vạn ngôi sao, ngươi chỉ là hàng hà cảnh đại cực vị, tại sao tự tin như vậy? Không sợ chém gió to quá gãy lưới sao? Vậy liền đến chiến một trận, Hồ Dương Trần nhìn Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, hắn có nhiệm vụ là đẩy Lăng Hàn vào tuyệt cảnh, vậy bất kể là ai đứng phía sau của Lăng Hàn, liền nhất định sẽ hiện thân. Tinh xa đại thánh cùng người thánh không cần lo lắng, tự nhiên có lão tổ trấn áp. Lăng Hàn nhảy ra, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Lăng Hàn, cho ngươi một lời khuyên, giao ra bảo tàng của thiên hà vương, có thể lưu ngươi toàn thây. Hồ Dương Trần từ tốn nói, dưới cái nhìn của hắn, trận chiến đấu này tự nhiên là sự tình nắm chắc, căn bản không đáng hắn coi trọng. Hắn là tu ra gần 300 vạn ngôi sao, Lăng Hàn nhìn Hồ Dương Trần một chút nói, đã như vậy, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, ngươi muốn bị băm thành tám mảnh, hay lột ra chóc thịt đối chọi gay gắt, không chút nào yếu thế. Nhiều học viên đều dùng sức siết nắm đấm, chỉ cảm thấy hả giận. Trước bọn họ bị áp chế quá ác, Hồ Lạc chỉ tùy ý mà làm, liền để Thái Miểu suýt nữa siêu thần, đánh bại nhiều bá chủ, may là nữ hoàng rất cường lực, chân áp Thái Miểu. Nhưng Thái Miểu dù sao cũng là đệ tử Vũ Viện, cho dù chân áp thì đã có sao, chỉ có thể nói là giải quyết một tên phản đồ, đối với Hồ Gia hoàn toàn là không đến nơi đến chốn. Nhưng nếu có thể chém giết Hồ Dương Trần, vậy sẽ đánh đau Hồ Gia. Đương nhiên, đại bộ phận người cũng chỉ nghĩ mà thôi, một vị thánh vương ở bên cạnh, lang hàn dám hạ sát thủ sao? Coi như dám, có thể đắc thủ sao? Trước đó người hồ gia khoanh tay đứng nhìn, là bởi vì bọn họ căn bản không để thái miểu ở trong lòng, nhưng Hồ Dương Trần làm sao có khả năng giống nhau. Miệng lưỡi bén nhọn, Hồ Dương Trần cười lạnh nói, hắn hơi suy nghĩ, tinh hà hiện lên, phù, vô số ngôi sao ở trong tinh hà tỏa ra ánh quang rực cháy. Phốc, hết thảy học viên đều phun ra ngoài từng cái từng cái há to miệng, hoàn toàn không thể tin tưởng. Gần 300 vạn ngôi sao, cái này không phải lực lượng của thánh cấp sao, chẳng trách hắn dám lớn lối như vậy, chẳng trách hồ ra châu bò như thế, chỉ nhìn điểm này, mỗi người đều phải viết chữ phục. Quá mạnh mẽ, lăng hàn, làm sao cũng không thể là đối thủ A, lăng sư huynh, hắn là hàng hà cực cảnh, người mới đại cực vị, trận chiến này không công bằng. Đúng, không công bằng, không cần đánh. Rất nhiều người nhìn Lăng Hàn nói, cậy mạnh trọi cứng, chỉ là chịu chết mà thôi. Hiện tại còn muốn trốn, Hồ Dương Trần cười gần, một trường vỗ ra, lực lượng tinh hà phun trào, hóa thành một thanh điêu to lớn, tóm về phía Lăng Hàn. Trong ánh mắt của Lăng Hàn lướt qua một đạo hàn mang, dưới chân bạo phát toàn lực, đột nhiên phóng về phía Hồ Dương Trần. Thanh điêu anh đến, Lăng Hàn không tránh không né, đây là tự tìm đường chết sao. Hồ Dương Trần cười gần, nhiều học viên lo lắng đề phòng. Trục xuất, Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một tiếng, khi thanh điêu tập kích đến trước người hắn lại đột nhiên biến mất, xèo, hắn không bị ngăn cản mảy may đã đi tới trước người Hồ Dương Trần. Sao có thể có chuyện đó? Hồ Dương Trần chừng lớn hai mắt, làm sao cũng không thể nào tin nổi, công kích của mình lại biến mất không còn tăm hơi. Nếu bị hóa giải, tránh khỏi, hắn cũng có thể tiếp thu, thậm chí đã sớm chuẩn bị hậu chiêu, nhưng không ngờ tới Lang Hàn lại có thể từ chính diện trực tiếp giết tới, hoàn toàn ngoài ý muốn, đánh hắn một cái trở tay không kịp, oanh! Lăng Hàn một quyền đánh tới. Hừ, Hồ Dương Trần không chút kinh hoàng, tuy hắn có chút bị động, nhưng lực lượng của hắn không biết nghiền ép Lăng Hàn bao nhiêu lần, coi như hiện tại chỉ có thể sử dụng một phần vạn lực lượng cũng có thể nghiền ép Lăng Hàn. Chương 1730, một đòn đánh giết hạ. Chỉ nói tới lực lượng, hắn thậm chí có thể sánh vai thánh nhân, cái này còn chưa đủ châu bò. Lăng Hàn một quyền đập xuống, lúc này, 27 tòa sát trận mới vận chuyển, bùng nổ ra sức chiến đấu vô tận hắn muốn chính là tuyệt sát, không cho người hồ ra bất luận cơ hội cứu giúp gì. Thánh nhân cũng có thể thấy được trong cơ thể hắn có khắc sát trận, hơn nữa số lượng không ít, nhưng ngoại trừ minh tâm thánh nhân là trận đạo thánh giả, thì người nào cũng không thể nhìn ra nhiều sát trận như vậy gộp lại sẽ đáng sợ dường nào. Trên thực tế, coi như minh tâm thánh nhân cũng chỉ có thể đoán xem mà thôi, bởi vì trước đó căn bản không ai có thể làm được điểm ấy, đã như vậy thì làm sao phỏng đoán. Nếu như vừa ra liền xúc động sát trận, tất nhiên sẽ bị thánh nhân nhìn ra cái này đáng sợ dường nào, nhưng khi một quyền đập đến mới bộc phát ra, ngay cả thánh nhân của hồ gia muốn ngăn cản cũng không kịp. Oanh, hắn một quyền hạ xuống, không cần phải suy nghĩ nhiều, hồ dương trần bị đánh nổ, hóa thành một đoàn mưa máu, có chút máu tươi còn dính ở trên người lăng hàn, hắn không né không tránh, tắm rửa máu tươi, ngày hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, lại giết thánh nhân. Xeo, lúc này, hồ phi đánh ra thanh điêu đột nhiên xuất hiện, đánh tới địa phương không có một bóng người, hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, ai có thể nghĩ tới, một bá chủ tu ra gần 300 vạn ngôi sao lại bị hằng hà cảnh đại cực vị đánh nổ. Hồ lạc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận dữ, trong mũi phun ra hai đạo hốn độn khí, chấn động đến mức hư không run rẩy từng trận, để tinh xa đại thánh suýt chút nữa đặt mông ngồi trên đất. Cái này không quan hệ tới tâm trí dũng khí, hoàn toàn là áp chế trên đẳng cấp. Hắn bản ý là bước lăng hàn đến tuyệt lộ, vậy bất luận phía sau lăng hàn là người phương nào, cũng phải đứng ra, như vậy, hắn có thể căn cứ tình huống quyết định, là chiến hay hòa. Nhưng không nghĩ tới, không bước được người phía sau lăng hàn ra, ngược lại làm cho một tên hậu nhân kiệt suốt mất mạng. Tâm tình của hắn chập chờn oanh, tóc trắng phơ giật động, có hỏa diễm bốc cháy, kia là lửa giận hóa thành thực chất, có thể thấy được tâm tình của hắn bây giờ ác liệt đến cỡ nào. Đông Bình, bắt người này, hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, nhìn về phía một tên thánh nhân phát ra chỉ lệnh. Vâng, lão tổ tên thánh nhân kia lĩnh mệnh, kia là Hồ Gia Ngũ Thánh, cũng là một tên trung thánh, tên Hồ Đông Bình. Tiền bối, tinh xa đại thánh đứng lên, muốn ngăn cản, lại bị Hồ Lạc trừng mắt, lập tức lại ngồi xuống. Ở trước mặt thánh vương, cho dù hắn là đại thánh cũng hoàn toàn không đáng chú ý. Minh tâm thánh nhân cùng cao mày, một vị trung thánh ra tay, ngay cả bọn họ cũng không thể ngang hàng, huống hồ lăng hàn. Thằng nhãi danh, sau lưng người đứng người phương nào, lại dám cùng hồ ra ta là địch. Hồ Đông Bình lạnh lùng hỏi, Lang Hàn cười nhạt, sợ, sợ cứ việc nói thẳng, đến, quỳ xuống kêu tiếng ra ra, ta có thể cân nhắc tha mạng chó của ngươi. Mạng chó muội muội ngươi, xem thiên tàn thối của bản tọa. Veo, một bóng đen xẹt qua, quả nhiên, một cái chân đạp về phía Lang Hàn. Là đại hắc cẩu, Lang Hàn tiện tay vung lên, đại hắc cẩu nhất thời biến mất, hắn thong dong lui về sau một bước, soạt, đại hắc cẩu tái hiện, tự nhiên là đạp hết rồi, oành, rơi xuống đất, vung lên một mảnh cho bụi. Ô, tiểu tử thúi, người lại học pháp thuật kỳ kỳ quái quái gì? Đại hắc cầu dùng chân sau gãi gãi cái cổ, cút, người không nên tự mình chuốc lấy cực khổ là được. Lang Hàn cười nói, một bên khác, Hồ Đông Bình tức giận đến gần chết, một người một chó này xem thường hắn cỡ nào, lại ở ngay trước mặt hắn tán gỗ. Chết, hắn mở tay phải ra, đồng thời chân áp về phía lăng Hàn cùng đại hắc cầu. Ô, làm sao ngay cả bản tọa cũng đánh, đại hắc cầu nhanh chân bỏ chạy, người này quá đáng ghét, tiểu hàn tử, đánh cho cậu ra đánh tới lão già này phục mới thôi tốc độ của nó thực nhanh đến quá mức có thể đúng lúc chạy ra phạm vi công kích của thánh nhân sau đó đứng thẳng người lên vỗ vỗ quần lót sắt không phục liền đến cắn cầu ra a à? có thể cắn được cầu ra liền được tuyệt thế bảo khố này cho ngươi tất cả mọi người không nói gì Còn đại hắc cầu này vẫn hèn hạ trước sau như một nhưng bọn họ không có rảnh rỗi phân tâm trung thánh đánh xuống một đòn đã ấn tới đỉnh đầu của lăng hàn tiểu tháp Lăng Hàn ở trong lòng khẽ gọi, vù, tu vi của hắn nhất thời tăng vụt, lập tức vọt tới sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Hắn cũng một tát vỗ ra, phản công hồ đông bình. Không được, hồ lạc đột nhiên đứng lên, xèo, thân hình thoát ra, giết về phía Lăng Hàn. Thời khắc này, hắn toàn lực ứng phó, trên người có từng đạo từng đạo ánh sáng giật động, hóa thành đại đạo phù văn sắc thái sạc sỡ. Oanh, đáng tiếc, chậm, Lăng Hàn một trưởng ấn xuống, không có chút hồi hộp nào. Hồ Đông Bình bị chấn thành bọt máu, ngay cả một chút xíu xương hoàn chỉnh cũng không có cách nào tìm được. a à, thằng nhãi danh, hồ lạc ngửa mặt lên trời gào thét, tóc trắng phơ phần phật bay múa, sát ý hóa thành thực chất, cuồn cuộn mà động. Những người khác trợn mắt ngoác mồm, hắn con mẹ nó, lại giết thánh, người nha, hiện tại thành người chuyên nghiệp giết thánh sao. Nhưng bọn họ lại không biết, lang hàn ở ma giới càng ác hơn, một hơi giết hơn trăm tên ma chủ, vậy mới gọi hung tàn. Thiên địa cùng đau buồn, mưa máu rồn rập, đang vì một tên thánh nhân chết đi mà thay đổi sắc mặt. Giết được, giết tuyệt vời, giết đến đỉnh cao A. Đại hắc cầu ở phía xa uốn éo cái mông, quần lót sắt phản xả ánh mặt trời, hèn hạ đến không từ ngữ hình dung. Hồ lạc mặt đầy sát khí, nhìn đại hắc cầu đột nhiên nhấn tới chỉ tay, một vệt sáng đánh qua, nhanh đến không cách nào hình dung. Lăng hàn tiện tay nhấn một cái, đại hắc cầu lập tức biến mất, khi trùng sáng kia xẹt qua có tới một tức, mới thấy đại hắc cầu đột ngột xuất hiện tại chỗ, dáng dấp mờ mịt. Thằng nhãi danh, ngươi dám ngăn trở lão phu?" Hồ Lạc hét lớn một tiếng, đập về phía Lăng Hàn. "Tại sao không dám, ngươi là thứ gì?" Lăng Hàn ra tay, nghênh tiếp về phía Hồ Lạc, oanh, hai người đấu đối diện một đòn, lực lượng đáng sợ xé rách không gian, xuất hiện từng đạo từng đạo kẽ nứt. Chặn lại rồi, tất cả mọi người khó mà tin nổi, trước Lăng Hàn siêu thần, kia là vận chuyển một giọt thánh vương tinh huyết, nhưng hiện đang đối mặt một vị thánh vương chân chính cũng có thể vô địch, cái này làm sao có thể chứ? Trương 1731 lại giết Thánh. Không, không thể, Thái Miều cũng run cầm cập nói, hắn còn ôm ấp ảo tưởng, Hồ Lạc sẽ ở sau khi chuyện nơi đây kết thúc cứu mình, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn hùng hổ như thế, hắn không khỏi hiện lên một loại ý nghĩ đáng sợ. Ngươi, ngươi dĩ nhiên thật xung hợp được quy tắc hai giới. Hồ Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, từ mặt ngoài xem, bọn họ tựa Hồ là không phân cao thấp, nhưng hắn rõ ràng, mình yếu hơn Lăng Hàn, chỉ là bị hắn che giấu đi lăng hàn có thể dung hợp quy tắc hai giới cái này đương nhiên không phải bí mật ở trong phá thiên minh nhưng hồ lạc làm sao cũng không cách nào tưởng tượng một hàng hà cảnh lại có thể đột nhiên nắm giữ tu vi sáng thế cảnh thậm chí dung hợp quy tắc hai giới cấp bậc sáng thế cảnh vốn giống như nằm mơ kinh hỉ không lăng hàn cười to giết về phía hồ lạc hắn vận chuyển cửu thiên hỏa hóa thành một lưỡi dao lửa điên cuồng chém về phía lão thánh vương này nói kinh hỉ, chẳng bằng nói kinh hãi a à. hồ lạc thế mới biết Chẳng trách Lăng Hàn dám nghênh ngang về thần giới như thế, hóa ra hắn có thủ đoạn thần kỳ, có thể bùng nổ ra sức chiến đấu sáng thế cảnh đại viên mãn đỉnh cao, hơn nữa còn là quy tắc hai giới hòa hợp thông suốt. T, nếu như hắn tình nguyện, không phải có thể lập tức xé ra không gian, tiến vào tiên vực sao? Cái này là hắn cả nghĩ quá rồi, tuy hiện tại Lăng Hàn rất mạnh, nhưng lực lượng, tu vi này không thuộc về hắn, căn bản không thể mở ra cánh cửa tiên vực. Thánh nhân khác của Hồ Gia cũng nhìn ra Lăng Hàn mạnh mẽ, một tên thánh vương khác lập tức nhảy vào, cùng Hồ Lạc Liên thủ hợp công Lăng Hàn. "Đi tìm cái chết sao?" Lăng Hàn uy nghiêm đáng sợ nói. "Bị chết sẽ chỉ là ngươi." Hồ Lạc nói, vừa rồi hắn đã biết sức lực của Lăng Hàn đến từ bản thân, tự nhiên cũng hiểu không tồn tại cấm địa khác muốn liên hợp nhằm vào Hồ gia, ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần giết Lăng Hàn liền có thể truyền thừa tiên vương chính là của bọn họ. "Giết!" Hắn cùng một tên thánh vương khác liên thủ, triển khai công kích mãnh liệt nhất về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn tiện tay chống đỡ mấy chiêu nói, các ngươi đại khái còn không biết đi, ta ở minh giới giết chỉ ít 100 ma chủ, thiên ma cũng có hơn 20 người. Hiện tại chỉ mấy người các ngươi, quá không đáng chú ý. Nhất định là nói hưu nói vượn, hai người hồ lạc đều thầm nói, bằng không chiến ý của bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tan vỡ. Có tin hay không cũng không quan hệ, trong vòng ba chiêu, đưa các ngươi lên đường. Lăng Hàn giật động cửu thiên hỏa, tuy không cần cái này hắn cũng có thể thắng, nhưng tuyệt đối không thể ở trong vòng ba chiêu đánh giết hai người này. Hắn chân áp thô bạo, cho dù Hồ Lạc là bá chủ trong Thánh Vương thì đã làm sao, một chiêu, hai chiêu, đã lâm vào tuyệt cảnh, lại bị cửu thiên hỏa hóa thành hỏa kiếm cắt qua, nhất thời thân thể, linh hồn đều thiêu sạch. Thánh nhân khác của Hồ Gia thấy thế, đều sợ đến gần chết, vội vã mở ra kim quang đại đạo muốn chạy trốn, lại bị Lăng Hàn lấy trục xuất thuật ném vào dị không gian, chờ bọn hắn đi ra, một kiếm chính là một cái, như giết gà giết chó sáu tên thánh nhân hầu như trong nháy mắt bị giết sạch toàn bộ tất cả mọi người đều tê cả ra đầu chỉ cảm thấy thế giới này thực không quá chân thực tuy trước đây lăng hàn cũng giết qua thánh nhưng chỉ là một tên mà thôi ai từng thấy thánh nhân giống như rau cải trắng bị tập thể chôn giết lăng hàn thật vô địch à, trước nói thủ đoạn mạnh mẽ của hắn không thể vẫn nắm giữ chỉ là một giọt thánh vương tinh huyết mà thôi nhưng bây giờ thì sao hắn không chỉ còn có thể mãnh liệt hơn nữa lần này ngay cả thánh vương cũng giết hai cái liền hỏi còn có ai không phục. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, các học viên đều phát ra tiếng hô giống như biển gầm, tình cảnh này sẽ vĩnh viễn lưu ở trong trí nhớ của bọn họ, cũng một đời lại một đời truyền tụng xuống. Lăng Hàn nhìn về phía mọi người cười cười, vẻ đắc ý chỉ một thoáng liền qua. Đây không phải thực lực chân chính của hắn, hơn nữa ba lần rót lực cũng đã dùng hết, nếu như lại đến một vị thánh nhân, cho dù chỉ là tiểu thánh, hắn cũng chỉ có trốn vào hắc tháp. Có điều, sau trận chiến này hắn khẳng định vang danh thiên hạ, ngay cả cấm địa cũng thay đổi sắc mặt, còn dám lại đối địch với hắn sao? Ai biết Lăng Hàn còn có thể lại phát huy hay không? Lăng Hàn lấy đi không gian linh khí trên người Hồ Gia Thánh Nhân, trong đó có lượng lớn tài nguyên tu luyện, hắn giao cho Vũ Việt, cũng coi như bồi thường, còn cái khác, chờ ngày sau hắn quét ngang bát thạch cấm địa lại đi lấy về. Hồ Gia còn có một vị Thánh Vương, ở trong rất nhiều cấm địa vẫn như cũ rất mạnh mẽ, nhưng vị Thánh Vương này không phải cấp bậc đỉnh cao, lại lập tức chết nhiều Thánh Nhân như vậy tất nhiên sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Trận chiến này, nhất định ảnh hưởng sâu xa, có điều trong thời gian ngắn sẽ không thể hiện ra, bởi vì tin tức truyền bá là cần thời gian, vũ trụ quá lớn. Lăng Hàn sinh hoạt cũng không có thay đổi, hắn tiếp tục tu luyện, nói sự tình dung hợp quy tắc hai giới cho đám người vũ hoàng, tự nhiên, đinh bình, để bọn họ bắt đầu thử nghiệm. Trong hắc tháp còn có quy tắc của minh giới, ở dưới luân hồi thụ tu luyện một tháng, bọn người vô tương thánh nhân, đinh bình, cửu yêu, tự nhiên lắc đầu, bọn họ hoàn toàn không có cách nào dung hợp quy tắc hai giới, hai người căn bản không thể dung hợp, nhiều nhất là miễn cưỡng cùng tồn tại, nhưng chỉ cần vừa ra hắc tháp, quy tắc minh giới tất nhiên sẽ bị thiên địa của thần giới làm hao mòn đi. Chỉ có Vũ Hoàng vẫn bế quan không ra, hai tháng sau, hắn thành công dung hợp quy tắc hai giới tầng thấp nhất. Tuy chỉ là tầng thấp nhất, nhưng để tất cả mọi người khiếp sợ. Có một thì sẽ có hai, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lăng Hàn cũng không khỏi khâm phục vị nhị ca này đến sát đất, Vũ Hoàng không có hắc tháp, cũng không có tu luyện bí pháp tiên vương, hoàn toàn là dựa vào mình, một bước một vết chân, đi ra đại đạo khiến người ta thán phục. Đây mới thực sự là thiên tài võ đạo, trước mọi người đều có đan dược do Lăng Hàn lưu lại, bởi vậy hiện tại bọn họ đều tiếp cận hàng hà cảnh, có một vị đan đạo đế vương bảo vệ, lại thêm bản thân cũng là thiên tài, không cần lo lắng lĩnh ngộ cảnh giới, tốc độ tu luyện của bọn họ muốn chậm cũng chậm không được. Chương 1732, cảnh ô lưu, Lăng Hàn gật đầu, chỉ cần mọi người đều bước vào hàng hà cảnh, hắn có thể cân nhắc cải tiến đan phương, để dược lực không mãnh như vậy liệt, để tất cả mọi người có thể tiêu thụ. Đương nhiên, dược lực mãnh liệt kỳ thực cũng có hiệu quả rất tốt, hắn thay đổi như thế, thế tất sẽ làm hiệu quả dược lực giảm nhiều. Hắn lại có việc phải làm, mỗi ngày cân nhắc đan phương, hoặc là cùng minh tâm thánh nhân thảo luận trận đạo, một bên tích lũy, đột phá hàng hà cảnh đại viên mãn đã sắp tới. Sau 3 tháng, nữ hoàng cuối cùng bước ra bước then chốt, tu ra ngôi sao thứ 100 vạn linh một, chính thức bước vào hàng hà cực cảnh. Cái này đưa tới thiên kiếp, có điều nữ hoàng có 9 phân thân, có thể phân tán công kích, tương đương với suy yếu uy lực của thiên kiếp gấp 10 lần, còn nữa, 9 phân thân có thể đồng thời đón đánh thiên kiếp, lực lượng 10 người liên thủ, càng làm thiên kiếp yếu đi gấp 10 lần, tương đương với nàng chỉ cần kháng 1 uy lực của thiên kiếp là được. Tự nhiên là dễ dàng, tiếp đó, Lăng Hàn cuối cùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cũng bước vào đại viên mãn, bắt đầu độ thiên kiếp hắn độ thiên kiếp liền đáng sợ hơn, chủ động đổ nát thần cốt, ở trong thiên kiếp rèn luyện. Phù, một kim quang đại đạo từ trong tinh không hạ xuống, nhất thời thánh uy tràn ngập. Tinh xa đại thánh cùng 10 thánh đều xuất hiện, đây nhất định là thánh nhân đến A. Bản tòa thanh vũ, đến từ bạch hồng cấm địa, kim quang đại đạo tản đi, hiện ra một thánh nhân, nhưng phía sau hắn còn có ba tiểu bối, đều là hàng hạ cảnh, mỗi một người đều nắm giữ phong thái rồng phượng trong loài người. Xin ra mắt tiền bối. Tinh sa đại thánh hành lễ nói, đây là một vị thánh vương. Thanh Vô thánh vương gật gù, hắn nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy lăng hàn chủ động đổ nát thần cốt rèn luyện ở trong tiên kiếp, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, tình cảnh này nhìn đến hắn cũng líu lưỡi. Người này, chính là lăng hàn sao? Hắn hỏi, bầm tiền bối, chính phải. Tinh sa đại thánh cung kính trả lời, trong lòng cũng có chút buồn bực, vốn hắn là người mạnh nhất trong mấy trăm tinh vực, ngay cả rất nhiều thánh nhân thấy hắn cũng phải cung kính mà kêu tiếng tiền bối. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, hắn thành hàng tiểu bối, tới một người chính là Thánh Vương. Thành vũ Thánh Vương trầm ngâm chốc lát nói, có người nói, mấy người bát thạch cấm địa đều chết ở nơi này. Vâng, tinh xa đại thánh lợi ít mà ý nhiều, trong lòng sông mạnh, tin tức trận chiến kia cuối cùng truyền tới chỗ các cấm địa. Nói tình hình cụ thể xem, thành vũ Thánh Vương nói, tinh xa đại thánh rõ ràng mười mươi nói, không có thêm một phần, cũng không có thiếu một điểm, chỉ là từ góc độ của hắn để diễn tả, đồng thời, hắn còn rút trí nhớ của mình ra, hoàn nguyên cảnh tượng lúc đó. Nhìn hai đại thánh vương liên thủ oanh kích Lăng Hàn, nhưng quay đầu lại lại bị Lăng Hàn ba chiêu thuấn sát, để sắc mặt của thanh vũ thánh vương không khỏi kịch biến. Trước đó, tuy hắn đã xác nhận hai đại thánh vương chết trận biến mất, nhưng vẫn còn có chút hoài nghi, cho rằng khả năng có một số cấm địa mạnh mẽ ra tay, mượn tên Lăng Hàn giết chết hai tên thánh vương. Thế nhưng hiện tại hắn có thể khẳng định, mình đoán sai, người trẻ tuổi này làm được. Ở sau người hắn, ba tên trẻ tuổi cũng lộ ra kinh sợ, bọn họ thật không thể tin tưởng, một người cảnh giới thấp hơn bọn họ, lại có thể giết thánh, hơn nữa giết vẫn là thánh vương, thậm chí không chỉ một vị. Thanh vũ thánh vương thu hồi kinh sợ, hắn đã quyết định cùng lăng hàn hảo hảo ở chung, cười nói. Qua thiên kiếp cũng kinh người như vậy, chẳng trách nắm giữ thủ đoạn khó lường. Hắn không tiếp tục nói nữa, hiển nhiên là muốn đợi lăng hàn vượt qua thiên kiếp sau sẽ nói chuyện với lăng hàn. Tinh xa đại thánh không dám chủ động mở miệng, lại không thể rời đi, không thể làm gì khác hơn là ở một bên bồi đứng trong lòng càng thêm phiền muộn hiện tại hắn sắp biến thành nghề nghiệp tiếp khách mà có thể suy ra Thanh vũ thánh vương chỉ là người thứ nhất còn có thể có càng nhiều thánh nhân đến nửa ngày sau lăng hàn vượt qua thiên kiếp một giọt bất diệt chân dịch vận chuyển hắn trong nháy mắt gây dựng lại thân thể không mất một sợi tóc cái này tự nhiên để bốn người thanh vũ thánh vương nhìn mà run rẩy tiểu hữu thanh vũ thánh vương nhìn lăng hàn vẫy vẫy tay mặt tươi cười lăng hàn hạ xuống chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Thanh vũ thánh vương hơi trầm ngâm, mới nói, tiểu hữu người chiến tích sặc sỡ, ngay cả thánh vương cũng giết, lão phu cũng không dám ở trước mặt người bày biện cái giá tiền bối, vạn nhất người tức giận, người ngay cả lão phu cũng giết thì làm sao bây giờ. Thời điểm nói đến câu sau cùng, đầy mặt hắn đều là nụ cười, tự nhiên là đang cố ý trêu ghẹo Gọi ta một tiếng lão ca là được, hắn lại nói, ba tên tiểu bối của bạch hồng cấm địa tập thể hóa đá, ở trong lòng của bọn họ, lão tổ nghiêm túc thận trọng, chính là quyền uy tuyệt đối, nhưng hiện tại lại có thể nhìn thấy hắn nói đùa, để bọn họ đều có loại cảm giác nhân sinh quan tan vỡ. Hơn nữa, lão ca, hí, lăng hàn cũng cười cợt nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, hắn giết thánh vương, hơn nữa không chỉ một vị, lại muốn ở hàng tiểu bối, này ngược lại sẽ làm cho các thánh nhân hoảng loạn. Đừng xem hắn hiện tại chỉ là hàng hạ cảnh, vạn nhất nổi gióa, lần thứ hai biến mãnh liệt thì sao? lăng hàn cùng thanh vũ thánh vương nói chuyện rất lâu chủ yếu là sự tình liên quan tới dung hợp hai giới bạch hồng cấm địa cũng không có gia nhập phá thiên minh nhưng không trở ngại bọn họ mạnh mẽ cũng không trở ngại bọn họ biết phải làm thế nào mở cánh cửa tiên vực trước đó hết thảy đều là ảo tưởng bọn họ tự nhiên không có hứng thú gia nhập phá thiên minh nhưng ra một lăng hàn đặc biệt hắn còn giết thánh vương bạch hồng cấm địa đương nhiên để bụng bọn họ nhất định phải lắp lên chiếc thuyền này cho dù cuối cùng hai giới dung hợp không thành công bọn họ cũng có thể thông qua lăng hàn cùng một chỗ tiến vào tiên vực. Vì lẽ đó, lần này mới sẽ có thanh vũ thánh vương xuất mã. Cuối cùng, Bạch Hồng cấm địa còn cùng lăng hàn kết thành đồng minh, nếu một phương gặp nạn, một phương khác sẽ hết sức giúp đỡ. Đây là thanh vũ thánh vương lấy lòng lăng hàn, nếu không thì, Bạch Hồng cấm địa cần lo lắng có người động võ với bọn họ sao. chương 1733, Thánh Nhân tập hợp. Người của Bạch Hồng cấm địa vẫn chưa đi, lại có cấm địa mới đến, kia là cực thượng cấm địa, tương tự có một tên thánh vương dẫn dắt, mang theo bốn tên tiểu bối. Sẽ mang theo tiểu bối đến, tự nhiên là biểu thị không có ác ý. Sau đó, lại có cấm địa mới lại, một đồ tinh lập tức trở nên thánh nhân như mây, số lượng sắp nhiều hơn hàng hà cảnh rồi, quả thực khiến người hoài nghi có phải là hàng hà cảnh còn khó tu hơn sáng thế cảnh hay không. Sau khi các thánh nhân của cấm địa xem qua hình ảnh chiến đấu của Lăng Hàn cùng hai tên thánh vương hồ gia, đều vô cùng khách khí với Lăng Hàn. Ở trong mắt các trí cường giả này, cái gì tuổi tác, bối cảnh tư chất đều là hư chỉ có thực lực chân thật mới là duy nhất được bọn họ nhìn ở trong mắt lang hàn có tư cách để bọn họ ngang hàng luận giao bầu không khí của mộc đồ tinh cũng vì vậy mà vô cùng hài hòa chúng thánh đều cùng lăng hàn kết làm đồng minh thậm chí còn rất nhiều cấm địa càng thêm thẳng thắn muốn cùng lăng hàn thông ra dưới cái nhìn của bọn họ đồng minh như vậy mới càng tin cậy nhưng lang hàn lắc đầu các người những người này a à, thông ra với hắn không phải là đùa giỡn vạn nhất gặp phải bình giấm chua nào đó vậy các ngươi liền trong nháy mắt bị bình định rất nhiều cấm địa tự nhiên cũng đưa ra thật nhiều lễ vật rất quý giá nhưng không có thần thiết thánh cấp lang hàn muốn cái này quá quý giá toàn bộ cấm địa cũng không có mấy khối là quyết không thể vừa thấy mặt đã đưa lên đại lễ như vậy không chịu đưa vậy liền mua thừa dịp rất nhiều thánh nhân đều ở đây lang hàn đơn giản mở ra đại hội trao đổi bảo vật hiện tại mặt mũi của hắn đương nhiên hữu hiệu mỗi một cấm địa đều tham gia có điều cũng không phải mỗi cấm địa đều có thánh vương cấm địa cũng có mạnh có yếu. Bởi vậy, không có thánh vương liền đến đại thánh, ngay cả đại thánh cũng không có liền đến trung thánh, trung thánh vẫn không có. Cái này không thể nào, có thể trở thành cấm địa, chỉ ít cũng có trung thánh tỏa chấn. Lăng Hàn lấy ra lá luân hồi thụ, ở trước mặt mọi người pha một chén, để mỗi một tên thánh nhân hấp một ngụm, nhất thời, hết thảy thánh nhân đều kích động. Cái này có thể để cho bọn họ mộ đạo A, quá trâu bò. Chí bảo, đây là tự nhiên, đừng nói bọn họ, dù phóng tới tiên vực các tiên vương cũng có thể thông qua lá luân hồi thụ tìm hiểu thiên địa pháp tắc đương nhiên lá luân hồi thụ của lăng hàn quá không chính tông chính là học cấp tốc mà đến đối với tiên vương khẳng định không có tác dụng thậm chí đối với thăng nguyên tiên phủ cũng là hiệu quả cực nhỏ nhưng đối với phân hồn chảm trần mà nói cái này vẫn có thể xưng một tiếng vô thượng tiên vật vậy đối với những thánh nhân này mà nói còn chưa đủ châu bò lăng hàn dùng những lá trà khác đến trao đổi thần thiết thánh cấp tiếp tục tăng lên tiên ma kiếm. Trước tuy hắn thu lấy gia sản của hơn trăm ma chủ, nhưng thánh liệu rất ít, căn bản không đủ để tiên ma kiếm tăng lên một cấp độ. Nhiều thánh nhân dồn dập lấy ra thần thiết thánh cấp đến trao đổi, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đây là như muối bỏ biển. Tích tiểu thành đại đi, Lăng Hàn ước định với các thánh nhân, hối đoái như vậy thường ngày hữu hiệu. Mặc dù có chút thánh nhân đỏ mắt, có kích động ra tay trắng trợn cướp đoạt, nhưng nghĩ tới hình ảnh ký ức đã từng nhìn thấy, Lăng Hàn hầu như là thuấn sát hai vị thánh vương, mặt khác bên minh giới cũng có tin tức truyền tới, Lăng Hàn ở trong chiến dịch đó giết hơn trăm ma chủ, trong đó càng có hơn 20 tên thiên ma. Khi tin tức kia truyền ra, các thánh vương đối với Lăng Hàn càng thêm khách khí, mà thái độ của đại thánh, trung thánh hầu như có thể nói là khiêm tốn. Thấy không, lá bài tẩy của người ta có thể dùng một lát lại dùng, ai biết còn có thể phát huy mấy lần. Chỉ cần có thể lại đến một lần, các thánh vương nơi này phỏng chừng cũng vừa đủ Lăng Hàn giết một trận A thực lực đương nhiên là đánh ra, hơn trăm tên ma chủ, hai tên thánh vương còn chưa đủ để lăng Hàn lập uy. Cho dù ở trong lòng các cấm địa, Lăng Hàn cũng là tồn tại giống như ma thần, hiện tại ngoại trừ một số cấm địa cực kỳ xa xôi, lại đóng kín, có thể nói Lăng Hàn đã vang danh thiên hạ, hoàn toàn có thể dựa vào mặt mũi lăn lộn. Mấy tháng sau, những lão tổ cấm địa dồn dập rời đi, nhưng thế hệ tuổi trẻ lại lưu lại không ít, muốn cùng Lăng Hàn tiến một bước tạo mối quan hệ, thậm chí có mấy nữ tử đẹp như thiên tiên dụng ý tất nhiên không thuần khiết. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ý tới, sau khi đột phá đến đại viên mãn, hắn trước tiên ở trên thần cốt lạc ấn xâm la cửu tuyệt trận lần nữa, từ 27 tòa một hơi sông lên 99 tòa, để minh tâm thánh nhân kinh ngạc đến ngây người. Có điều, chỉ là 99 sát trận cũng không thể ngang hàng tiểu thánh, sáng thế cảnh quá khó vượt qua, mà một khi thành thánh, thực lực tự nhiên cũng mạnh đến nỗi kinh thiên động địa. Tiếp đó, hắn tiếp tục khổ tu, hiện tại hắn có đủ đan dược để hắn sông lên đại viên mãn đỉnh cao. Đã như vậy, hắn tự nhiên không cần thiết đi di tích cổ gì thám hiểm, chỉ cần ở dưới luân hồi thụ khổ tu liền được. Thời gian lặng yên mà qua, bát thạch cấm địa hoàn toàn không còn động tính, ngay cả hai vị thánh vương chết hết, bọn họ cũng không dám nhắc tới chuyện báo thù, lăng hàn không tìm bọn họ gây sự cũng đã để bọn họ vui mừng, đàng hoàng cúi đầu làm người. Chớp mắt một cái, ba năm qua đi, Nữ hoàng đại nhân đã tu ra 9.999.999 .999 ngôi sao, cách hàng hà cực cảnh đỉnh phong chỉ tranh lệch một ngôi sao, nhưng lúc này, cho dù nữ hoàng là tuyệt thế tiên thai, cũng gặp phải bình cảnh. Nàng không vượt qua nổi bước cuối cùng này, nàng ở dưới luân hồi thụ bắt đầu bế quan cấp độ sâu, quyết định chủ ý không đi ra bước đi này là sẽ không dừng lại. Thiên phượng thần nữ trở lại thần giới, cảnh giới tăng lên như mở phần mềm hách, ba con thánh vương chân phượng truyền thừa toàn phương vị tăng lên nàng, lại thêm đan dược, luân hồi thụ trợ giúp, nàng đã bay thẳng hàng hà cảnh đại viên mãn, bắt đầu thử nghiệm xung kích thánh cảnh. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới phải tu ra hàng hà cực cảnh. Đinh Bình, cửu yêu cũng dồn dập đạt đến hàng hà cảnh tiểu cực vị, vũ hoàng càng châu bò, bước vào hàng hà cảnh đại cực vị, hơn nữa còn là đại cực vị dung hợp quy tắc hai giới. Vận khí không tệ, tuy thần thiết thánh cấp không có tới bao nhiêu, nhưng bất ngờ được máu xích ngang cùng tử tẫn thần kim, lại thêm đã sớm đắc thủ lông thiên phượng, hiện tại chỉ thiếu sừng chân long chương 1734, Long Gia, Hương, đợi ta tu ra hàng hà cực cảnh, liền tìm Long Hương Nguyệt, đi Long Gia một lần, mượn sừng chân Long, hoàn thành ước định cùng lôi hỏa đại đế. Có điều, lần này không có cô nàng hổ nữ kia, ta lạc lối ở trong bóng tối không phải thảm sao. Vì lẽ đó, vẫn là tới hàng hà cực cảnh lại đi, bảo hiểm một chút. Ba năm qua, Lang Hàn cũng đạt đến hàng hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao, nên vì bước ra bước cuối cùng mà nỗ lực. Hắn mỗi ngày cắn dược, tiến hành ngay tích lũy, cũng mỗi ngày ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, nền vững chắc ngay cảnh giới lĩnh ngộ, chỉ cần vừa đột phá, hắn liền có thể xông lên tận chín tầng trời. Hai tháng sau một ngày nào đó, hắn lao ra hắc tháp, tiến vào trong tinh không, nhất thời, mây đen cuồn cuộn mà đến, tiếng sấm nổ vang, thiên kiếp đến rồi. Bước vào cực cảnh, đối với Lăng Hàn mà nói chỗ tốt lớn nhất ở thần cốt của hắn bước vào thánh cấp. Hắn một hơi khắc xuống 999 tòa xâm la cửa tuyệt trận, kỳ thực hắn rất muốn khắc xuống sát trận thánh cấp, đáng tiếc, không bước vào thánh cấp, coi như thần cốt có thể chịu đựng cũng vô dụng, vốn là một cái thủng giống, không cách nào phát huy. Thế nhưng, lượng biến có thể hình thành biến chất, 999 tòa xâm la cửu tuyệt trận, khái niệm này nghĩa là gì? Tuyệt không phải là 999 hàng hà cảnh đại viên mãn liên thủ, cái này dung hợp sau đó lại đánh ra, uy lực tăng lên là gấp 10 lần, gấp trăm lần. Lăng Hàn lòng ngứa ngáy, tìm tới minh tâm thánh nhân, hai người luận bàn một hồi kết quả là kinh người, Lăng Hàn áp chế minh tâm thánh nhân. Đồng dạng là dựa vào trận đạo, nhưng 999 tòa xâm la cử việt trận cùng một chỗ vận chuyển, uy lực còn cường đại hơn một thánh trận. Đương nhiên, nếu như hiện tại Lăng Hàn có thể ở trong người khác lên 10 tòa sát trận thánh cấp, vậy khẳng định càng thêm châu bò. Đến đây, Lăng Hàn dựa vào sức chiến đấu của bản thân liền chân chính nắm giữ thực lực giết thánh. Điều kiện trước tiên là, thánh nhân nào biết rõ không địch lại, còn muốn cùng hắn tử chiến, dù sao thực lực của hắn còn không có ưu thế áp đảo, người ta đánh đánh cảm giác không đúng, chẳng lẽ không biết chạy sao? Ngoại trừ sát trận ra, bất kể là trục xuất thuật, cực giả chi ám, phi long tàn ảnh thủ, đều không có hiệu quả với thánh nhân, nhưng cửu thiên hỏa, tiên ma kiếm, kiếm gỗ thì vẫn khủng bố như cũ, ngay cả thánh vương cũng không dám nhiễm. Lăng Hàn cảm giác gần đủ rồi, liền đi tìm Long Hương Nguyệt. Dẫn ta đi gặp cô cô của ngươi, hắn trực tiếp nói, Long Hương Nguyệt đầy mặt ai oán, Gia hỏa hoa tâm này, mỗi ngày bị mỹ nhân tuyệt sắc của Cấm Địa vây quanh, hiện tại lại đánh chú ý tới cô cô nàng, là muốn cô chất kiêm thu sao? Quá vô liêm sỉ, trong lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng đầu không tự chủ được gật gật nói. "Được." Chữ được ra khỏi miệng, nàng suýt chút nữa đánh mình một bà tai, lại đồng ý yêu cầu hoang đường như vậy. Nghĩ đến mình cùng cô cô nằm ở trên một cái giường, tên này lộ ra nụ cười dại gái, đột nhiên nhào tới, làm cho nàng mặt đỏ như máu, rồi lại mị nhãn mê ly lăng hàn không hiểu ra sao khi nào hung bà nương này biến thành háo sắc như vậy hắn kéo long hương nguyệt nhét vào xuyên vân toa bay lên trời tiến vào tinh vũ tại sao không dùng tới thủ đoạn của thánh nhân trực tiếp qua lại không gian long hương nguyệt rất lâu mới hoàn hồn lại nhìn hắn không hiểu hỏi Đệt, lăng hàn thầm nhổ nước bọt nếu như có thể hắn đương nhiên cũng muốn a giải kim quang đại đạo đi ra vậy phong cách ra sao nhưng hiện tại hắn nào có năng lực này đừng nói đã không thể lại dùng hắc tháp sót lực coi như có thể chỉ dùng để chạy đi xa xỉ đến ngay cả hắn cũng không thể tha thứ mình a à. nữ nhân thực sự là sinh vật quái lạ long hương nguyệt thấy lăng hàn không hề trả lời tự nhiên lý giải được hiện tại chúng ta cùng một chỗ ngồi trong phi toa chẳng phải là lữ trình hai người hiếm thấy sao hắn là muốn cùng ta thời gian ở chung nhiều hơn sao nghĩ như vậy nàng không khỏi phạm vào bệnh mê trai nếu như hắn muốn cái kia với ta ta là từ chối hay thuận theo? Thuận theo, chẳng phải là có vẻ ta quá không rụt rè sao? Từ chối, vạn nhất chọc giận hắn, từ đây không để ý tới ta nữa thì làm sao bây giờ? Vậy thì nửa này nửa nọ a, à, ngược lại ta không có khí lực lớn như hắn, hơi chút chống cự liền tùy theo hắn đi. Nghĩ đến chỗ ngượng ngùng, trên mặt nàng không khỏi đỏ bừng bừng, tim đập như hưu chạy. Đáng tiếc, sự tình nàng sợ sệt hay chờ mong kia không có phát sinh, lăng hàn ngồi bất động như đá, ngay cả nói cũng chẳng muốn nhiều lời, Gần như 4 tháng sau, Xuyên Vân toa tiến vào cố dương tinh vực, rất nhanh lại đến La Hải Tinh. Long Gia liền ở trên La Hải Tinh, ở cố dương tinh vực, Long Gia hoàn toàn xứng đáng là thế lực mạnh nhất, Long Gia gia chủ chính là một vị trung thánh, mà tiểu cô của Long Hương Nguyệt ở mấy vạn năm trước cũng đột phá thành thánh nhân, một môn song thánh, cực kỳ kinh người. Vị tiểu cô gọi này của Long Hương Nguyệt là Long Ngữ San, từ nhỏ liền lấy khuôn mặt đẹp cùng thiên phú xương danh, chỉ là khi nàng trở thành thánh nhân, liền không người nào dám đối với nàng có ý bất chính. Không nhập thánh, cũng vọng tưởng chia sẻ minh nguyệt trên 9 tầng trời. Xuyên vân toa hạ xuống, bởi vì không thể tinh chuẩn mà khống chế điểm đến, khoảng cách long ra tổ địa còn rất xa, cũng còn tốt, đối với hai hàng hà cảnh mà nói, này cũng chỉ nhiều 3-4 ngày mà thôi. Long hương nguyệt dầu dĩ không vui, lẽ nào tên kia là đầu gỗ sao, mấy tháng đơn độc ở chung, lại mắt nhìn thẳng, giả vờ chính đáng, hay là mị lực của nàng không đủ. Trong lúc suy nghĩ miên man, ba ngày thoáng một cái đã qua, bọn họ đã đi tới Long Gia tổ địa. Cửu, cửu tiểu thư, nhìn thấy Long Hương Nguyệt cùng một tên nam tử xa lạ đi tới, bốn tên hộ vệ ở cửa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh ngạc thốt lên, lập tức cung kính hô. Long Hương Nguyệt cũng là kiêu ngạo của Long Gia, tương lai có cơ hội trở thành thánh nhân thứ ba của Long Gia, đến thời điểm một môn ba thánh, có thể vinh quang vạn thế. Long Hương Nguyệt gật gù, mang theo Lăng Hàn vào cửa. Ô, cửu tiểu thư lại mang một nam tử trở về. Hiếm thấy a, Cửu tiểu thư kiêu căng tự mãn cỡ nào, trước đây căn bản không có nam tử có thể cùng nàng song song. Ánh mắt Cửu tiểu thư nhìn người kia cũng được tình ẩn tình a. T, chẳng lẽ đây là cô gia tương lai của chúng ta? Chương 1735, khai vân cấm địa. Nguy rồi, vừa nãy chúng ta không có hảo hảo đến bắt chuyện người ta. Bốn tên hộ vệ lập tức ở một bên nhỏ giọng nghị luận, chỉ là tuy âm thanh của bọn hắn rất thấp, lại há có thể giấu giếm được lỗ tai của Lăng Hàn cùng Long Hương Nguyệt? Long Hương Nguyệt vừa xấu hổ vừa yêu thích nói, đám gia hỏa này chỉ biết nói loạn, xem sau này ta làm sao chữa trị bọn họ. Lăng Hàn chỉ cười ha ha, để Long Hương Nguyệt không khỏi bĩu môi. Vừa về tới nhà, Long Hương Nguyệt liền trở nên hấp tấp, ở trong đình viện nhảy nhót lung tung, trên mặt cũng mang theo nụ cười chân chính, để Lăng Hàn cảm khái, đây mới là biểu hiện một cô thiếu nữ nên có. Nàng lôi kéo Lăng Hàn trực tiếp đi tới nơi ở của Long Ngữ San, kia là một tòa tiểu viện u nhã. Kỳ thực long ngữ sàn rất ít ở nơi này, thường thường đi lại chung quanh, để cầu đột phá, nâng cao một bước. Nhưng thời điểm hai người đi tới cổng sân, lại ngoài ý muốn phát hiện lại có một nam một nữ trẻ tuổi đứng, mỗi cái đều là phong thái cảm động, hơn nữa đều là hàng hà cảnh, như rồng phượng trong loài người. Đứng lại, gặp hai người lăng hàn lại đây, tên thanh niên trẻ duỗi tay một cái, ngăn cản bọn họ. Các ngươi là người nào? Long Hương Nguyệt không khỏi tức giận, nàng cũng không nhận ra hai người này, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối không phải tộc nhân của Long Gia, bằng không xuất hiện hai thiên tài trẻ tuổi cấp bậc hàng hà cảnh, nàng sẽ không biết sao. Câu nói này hẳn là ta hỏi mới đúng, các ngươi là ai? Nàng giật động khí tức, đã chuẩn bị chiến một trận. Người thanh niên trẻ khẽ mỉm cười, tại hạ dương tử ca, không biết cô nương lại xưng hô như thế nào. Long hương nguyệt, Long gia quý nữ lại nhìn về phía cô gái trẻ. Cảnh di, cô gái kia nói, các ngươi bảo vệ ở cửa nhà tiểu cô ta là có ý gì? long hương nguyệt trực tiếp hỏi tính cách của nàng chính là như vậy cảnh di cười nói long cô nương hiện tại ngữ san đại nhân đang ở cùng thiếu chủ nhà ta hai vị vẫn không nên làm phiền mới tốt thiếu chủ nhà ngươi lại là người nào long hương nguyệt nhíu mày khai vân cấm địa trọng bát độ cảnh di cùng dương tử ca đồng thời nói ngữ khí không ai không cung kính thật giống như trước mặt đứng một vị thần linh vô thượng trong lòng lang hàn nhất thời sông mạnh khai vân cấm địa khai vân vương năm xưa thiên hà vương bị khai vân vương phản bội, hai mặt thụ địch, bằng không hắn tu luyện bí pháp tiên vương, là vô cùng có khả năng mở ra cánh cửa tiên vực. Điều này cũng làm cho thiên hà vương đại hận, ở trong di ngôn mãnh liệt cần người thừa kế làm thịt khai vân vương. Sau đó khai vân vương này lập khai vân cấm địa, chưa từng nghe nói, long hương nguyệt dương mày lên, tránh ra, ta muốn gặp tiểu cô của ta, xin lỗi, long cô nương, cảnh di ái náy nở nụ cười, nhưng không hề có ý tránh ra. Long hương nguyệt giận dữ, đây chính là long gia hai người các ngươi là người ngoài lại dám ngăn cản mình có còn vương pháp sao chen một tiếng nàng rút kiếm mặt trầm như nước đã động sát ý nàng mới vừa muốn ra tay nhưng cảm giác trên vai chìm xuống làm sao cũng không cách nào bước ra một bước nàng quay đầu nhìn chỉ thấy lăng hàn lấy một tay đặt ở trên vai của nàng ngươi không phải đối thủ của bọn họ lăng hàn nói tuy long hương nguyệt tiến cảnh không tính chậm nhưng hiện tại chỉ là hằng hà cảnh tiểu cực vị đỉnh cao nhưng cảnh Di cùng Dương Tử Ca đều là hằng hà cực cảnh. Hắn quan tâm ta, trong lòng Long Hương Nguyệt không khỏi ngọt ngào, đầy bụng tức giận nhất thời tan thành mây khói. Lăng Hàn thu tay về, nhìn hai người cảnh Di nói: "Làm khách phải có quy tắc của người làm khách, nếu khách đoạt chủ là không nên." "Ngươi là ai?" Hai người này nhìn Lăng Hàn, trên mặt có một tia thận trọng, đều là hằng hà cực cảnh, bọn họ đương nhiên cũng có thể phát hiện Lăng Hàn mạnh mẽ, để phòng hắn. "Lăng Hàn, Lăng Hàn." Hai người đều nghi hoặc hiển nhiên chưa từng nghe nói tên của Lăng Hàn. Nhưng nếu họ Lăng nói rõ hắn cùng Long Gia không có quan hệ, cũng làm cho hai người mất đi kiêng kỵ. Ha ha, hóa ra người cũng chỉ là khách mà thôi, lại có tư cách gì chỉ trích chúng ta. Dương Tử Ca từ Tốn nói, là không có, có điều, ta muốn đi vào, các ngươi lại có tư cách ngăn trở ta sao? Lăng Hàn chỉ chỉ cửa lớn, ngươi có thực lực này sao? Cảnh di chiến ý hừng hực, mỗi một tên vương giả tất nhiên đều hiếu chiến, nếu không thì, không trải qua tầng tầng chiến đấu gột rửa, làm sao có khả năng đạt đến độ cao như vậy. Lăng Hàn không nói gì, chỉ là về phía trước bước ra một bước. Dưới khí thế cảm ứng, hai người cảnh di cũng đồng thời nhảy tới một bước, không ai không giơ hai tay lên, muốn ra tay. Nhưng sau một khắc bọn họ lại ngơ ngác, bởi vì bọn họ vẫn không có ra tay, song trưởng của Lăng Hàn đã phân biệt đặt lên vai bọn họ, thật giống như ngũ giác của bọn họ xuất hiện đình trệ ngắn ngủi, sau đó nháy mắt chính là cục diện hiện tại nếu như lăng hàn không phải đưa tay lên vai của bọn họ mà là trên thiên linh cái thì sao hai người không khỏi mồ hôi như mưa vậy chỉ cần đối phương dẫn động lực lượng trực tiếp phá tan thần hồn của bọn họ mặc bọn họ lại thiên kiêu thì đã làm sao chỉ có một con đường chết lăng hàn vỗ vỗ vai hai người nói ngoan đi sang một bên hắn thu tay về hai người cảnh di vội vàng tách ra bọn họ kinh hãi đến trái tim đập mạnh rõ ràng mọi người đều là hàng hà cực cảnh tại sao tranh lệch sẽ lớn như vậy thật giống như bọn họ ngay cả một chiêu của Lăng Hàn cũng không tiếp được. Thiếu chủ có lệnh, bất luận người nào cũng không được quấy nhiễu. Dương tử ca cắn răng, lấy ra binh khí, kia là một chiến qua, từng viên từng viên thần văn thắp sáng, để khí thế của hắn tăng lên mạnh mẽ. Cảnh di cũng như thế, nàng dùng là song đao, tản mát ra khí thế không dưới dương tử ca chút nào. Lăng hàn thở ơ cười cợt nói, nể tình các người cũng là nghe lệnh làm việc, ta liền ra tay nhẹ một chút. Hai người cảnh di đều khẽ quát một tiếng, giật động binh khí công kích đến, vù, thần văn phát sáng, uy thế như biển. Long hương nguyệt không khỏi biến sắc, tuy nàng tự phụ, nhưng tuyệt không cho là mình có thể ngang hàng chiến lực như vậy, đừng nói thủ thắng, ngay cả có thể tiếp chiêu hay không cũng phải đánh dấu chấm hỏi. Nhưng nàng có lòng tin với Lăng Hàn, người ta ngay cả Thánh Vương cũng giết hai vị, chỉ là hàng hà cực cảnh lại tính là gì. chương 1736, hóa ra là hiểu lầm thường. Lăng Hàn rất tùy ý vung tay xuống, trục xuất công kích của hai người, Ung Dung liền đến trước mặt Dương Tử Ca, một quyền oanh qua. A, à, Dương Tử Ca nhất thời kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi về sau, máu mũi chảy dài. Hắn xoay người, nhìn về phía Cảnh Di, Cảnh Di không khỏi lui về sau một bước, tranh lệch giữa hai bên quá to lớn, căn bản không phải nàng liều mạng liền có thể ngang hàng. Hừ, đúng lúc này, trong khu nhà nhỏ truyền tới một âm thanh tràn ngập uy nghiêm, cửa viện tự động mở ra, chỉ thấy một thanh niên đứng ở trong viện, cả người phảng phất như trung tâm vũ trụ khiến người ta chỉ có cúng bái. Thiếu chủ, cảnh di cùng dương tử ca vội vã nửa quỳ, hành lễ với người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia hơi giơ tay, ra hiệu hai người cảnh di đứng dậy, lúc này mới nhìn về phía lăng hàn cùng Long Hương Nguyệt. Hắn cũng không có ở trên người lăng hàn dừng lại lâu, ngược lại là nhìn chằm chằm Long Hương Nguyệt một hồi lâu, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười quái dị. Tiểu cô, Long Hương Nguyệt đột nhiên kêu lên, trong viện lại xuất hiện một cô gái, nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi, mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng khéo léo. Không cần phải nói, nữ tử kia chính là Long Ngữ San. Gan không nhỏ a, à, lại dám tổn thương thủ hạ của ta. Trọng bát độ lãnh đạm nói, rốt cục nhìn thẳng Lăng Hàn. Ha ha, người không phục sao? Lăng Hàn lạnh nhạt nói, con người của trọng bát độ mở to, hắn là một vị thánh nhân a. À? Hằng ha cảnh nho nhỏ lại dám làm càn ở trước mặt mình, còn có thiên lý sao? Tính tình của hắn tuyệt đối không thể nói là tốt, hơn nữa thánh nhân làm việc lại cần kiêng kỵ gì, lập tức ra tay công kích về phía Lăng Hàn. Đùng, tay hắn còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Long Ngữ San cũng cấp tốc ra tay, Long Uy khiếp người giật động, đòn đánh này của hắn bị cản lại. Không được động thủ, Long Ngữ San không vui nói, trên mặt trọng bát độ hơi biến sắc, nhưng lập tức nở nụ cười nói. Được, xem ở trên mặt Ngữ San, liền tha người một hồi. Hắn hơi phe phẩy tay áo, nghênh ngang rời đi, cảnh di cùng dương tử ca vội vã đi theo. Tiểu cô, tên này là ai, sao hôi rắm như thế? Long hương nguyệt vội vã chạy đến bên người Long ngữ san, lôi kéo tay của đối phương, bắt đầu làm núng. Long ngữ san cương chiều mà nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói. Hắn là vị hôn phu của ta. Phốc, Long hương nguyệt nhất thời phun ra ngoài, cái gì? Nàng vội vàng lắc đầu. Tiểu cô, người kia vừa nhìn liền đáng ghét, người tuyệt đối không muốn gả cho hắn, bằng không sau này sẽ rất khổ nhà đầu ngốc, người không hiểu. Long ngữ san lắc đầu, kỳ thực nàng cũng không muốn gả, nhưng Khai Vân cấm địa quá mạnh mẽ, có một vị thánh vương tỏa chấn. Mấy năm trước thời điểm Khai Vân cấm địa chạy tới cầu hôn, chính là một vị đại thánh tự mình tới, cũng mang theo xính lễ để Long ra không thể từ chối. Thánh dược, tuy Long ra hung hăng nhất thời, nhưng không ai biết lão tổ Long ra kỳ thực vẫn có ám thương trong người, kia là hắn từ nhỏ mạnh mẽ đột phá lưu lại đạo thương, chỉ có thánh dược mới có thể trị khỏi. Đại thánh đích thân tới, mang theo thánh dược mà long gia vô cùng cần thiết làm xính lễ để long gia làm sao có thể từ chối hôn sự này lại nói kỳ thực long gia cũng không chịu thiệt trọng bát độ chính là thánh nhân mới lên cấp tư chất kinh người tương lai rất có thể trở thành đại thánh thậm chí thánh vương ở nữ tử mà nói còn có quy tụ so với cái này càng tốt hơn sao đúng rồi ngươi làm sao đột nhiên trở về long ngữ san không muốn nhiều lời với chuyện này hỏi long hương nguyệt khuôn mặt của long hương nguyệt không khỏi đỏ lên mang theo tình lang cầu hôn tiểu cô, cái này có chút loạn a, à, nàng không nói ra được. Lang Hàn chắp tay nói, Long Tiền Bối, tại hạ Lang Hàn muốn mượn tiền bối một cái sừng rồng. Long Ngữ San nhất thời chìm xuống, lúc này mới gặp mặt, ngươi liền có ý nghĩ với ta. Ngay cả trọng bát độ là thánh nhân cũng không có thể làm cho nàng thỏa mãn, huống chi Lang Hàn chỉ là hằng hà cảnh nho nhỏ. Tiền bối, ngươi trước xem cái này một chút, Lang Hàn pha một chén luân hồi trà, đưa cho Long Ngữ San. Phản ứng đầu tiên của Long Ngữ San chính là đánh đổ cái chén này, nhưng tay vừa vung lên, nàng liền dừng lại. Trà thơm thấm ruột thấm gan, để tâm linh của nàng vững chắc, phảng phất như cùng đại đạo kết hợp, phát lên các loại cảm ngộ. Nàng không khỏi tim đập thình thịch, đây là thánh dược sao? Tay ngừng lại, nàng một cách tự nhiên tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, nhất thời, cả người nàng có đại đạo phù văn hiện lên, tóc đen đầy đầu lay động, có thần quang chiếu rọi, xinh đẹp đoạt người. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, sau một ngày mới lần nữa mở hai mắt ra không khỏi lộ vẻ vui mừng tu vi của nàng lại tiến lên một chút phải biết đạt đến độ cao như nàng mỗi tăng lên một bước đều thiên nan vạn nan tiêu tốn thời gian là lấy trăm vạn năm đo lường nhưng hiện tại dưới sự giúp đỡ của một chén trà liền tiến lên một bước kinh người cỡ nào nếu có thể bắt được càng nhiều lá trà mỗi ngày uống thì sẽ ra sao nàng không khỏi nhìn về phía lăng hàn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa mười lá trà đổi một cái sừng rồng làm sao Lăng Hàn định giá, Long Ngữ San lại trầm xuống, người một hàng hà cảnh nho nhỏ lại xem mình thành hàng hóa, mười lá trà đã muốn đổi trung thân của mình. Hơn nữa, này cũng không phải vấn đề xính lễ bao nhiêu, nàng đã có hôn ước với trọng bát độ, há có thể lật lòng. Coi như nàng chịu, vị thánh vương kia tức giận, vậy Long Gia sẽ gặp phải vận mệnh cỡ nào? Hừ, nếu không nể tình hương nguyệt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng phất tay áo, rời đi đi, Lăng Hàn không hiểu ra sao, người không hài lòng giá cả, chúng ta còn có thể lại thương lượng a làm gì bày ra dáng dấp này, ta nơi nào đắc tội ngươi. Hắn còn muốn nói, nhưng bị Long Hương Nguyệt dùng sức nháy mắt ra dấu, liền ngậm miệng lại. Đi, Long Hương Nguyệt lôi kéo Lăng Hàn rời đi, tiểu cô đang nổi nóng, ngươi đừng vội, ta sẽ từ từ công tác tư tưởng, nhất định sẽ làm cho nàng thay đổi chủ ý. Lăng Hàn gãi gãi đầu nói, đúng rồi, lão tổ nhà ngươi cũng có sừng rồng, nếu không, đổi với hắn a Long Hương Nguyệt nhất thời sợ đến thân thể mềm mại run run một cái, lão tổ Long ra là nam a, à, ngươi là người nào a, à, không chỉ muốn cô chất kiêm thu, thậm chí ngay cả nam cũng không buông tha, quả thực cầm thú a. À. Chương 1737, hóa ra là hiểu lầm hạ. Lăng Hàn càng thêm kỳ quái nói, trong này có phải là có hiểu lầm gì không, ta chỉ là muốn một cái sừng rồng, có tác dụng, cũng không ý tứ gì khác. A, à, Long Hương Nguyệt mở lớn miệng nhỏ, ngươi thật không có ý tứ gì khác, các ngươi đều hiểu lầm cái gì?" Lăng Hàn hỏi, trong lòng Long Hương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút thất vọng, chiếu nói như vậy, trước đây Lăng Hàn hỏi nàng sừng rồng, cũng không phải là coi trọng nàng. Nàng nhất thời không vui, cũng không để ý tới Lăng Hàn, tự nhiên đi về phía trước. "Này này này," Lăng Hàn vội vàng đuổi theo. Ở hắn hỏi mãi, Long Hương Nguyệt mới nói ra ý nghĩa của sừng rồng đối với Long tộc, không khỏi để sắc mặt Lăng Hàn quái lạ, chẳng trách trước đây cô nàng này hung hãn như vậy. "Chờ chút, nhưng sau đó thái độ của nàng rõ ràng có biến hóa, thậm chí còn mang theo mình tìm đến tiểu cô. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi mượn sừng rồng của tiểu cô, hoàn toàn không có ý tứ gì khác." Long Hương Nguyệt vội vã giải thích, nếu trước đây Lăng Hàn căn bản không biết ý nghĩa của sừng rồng, đúng là hiện ra khẩu vị của nàng nặng, lại vô liêm sỉ muốn bán mình cùng tiểu cô cho hắn. Lăng Hàn gật gù, cái đề tài này vẫn là không nên nói sâu mới tốt. Long Hương Nguyệt trước tiên mang theo Lăng Hàn ở lại nàng thì lại đi nói rõ ràng với long ngữ san lăng hàn thật chỉ là đơn thuần muốn mượn sừng rồng mà thôi cũng không có ý tứ gì khác lăng hàn ở trong phòng nghỉ ngơi hắn quyết định trước xem long hương nguyệt có thể thành công hay không nếu không được dù hãm hại lừa gạt hắn cũng phải lấy được một cái sừng rồng sau đó đi chỗ lôi hỏa đại đế đổi lấy một môn tiên thuật lôi hỏa đại đế là người tiên vực lúc trước trải qua dung chuyển sao hẳn không phải cách thời đại tiên vực dung chuyển quá lâu coi như là tiên vương tiến vào cổ giới tuổi thọ cũng bị chém xuống, không chắc sống lâu hơn sáng thế cảnh. Quên đi, thấy người nói sau đi, tin tưởng hẳn có thể từ trên người lôi hỏa đại đế biết càng nhiều bí mật của tiên vực. Oanh oanh oanh, không lâu lắm, cửa viện vang lên. Lăng Hàn điều khiển nguyên lực mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng một nam một nữ, dương tử ca cùng cảnh di. Thiếu chủ nhà ta cho mời, cảnh di lạnh lùng nói. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên đương nhiên là chẳng muốn trả lời, muốn gặp không biết tự mình chạy tới sao, thật là tự đại. Có điều, hắn lại nghĩ nghĩ liền thay đổi chủ ý hắn nên biết rõ quan hệ của khai vân cấm địa cùng khai vân vương bởi vậy hắn gật gù nói dẫn đường hai người cảnh di lộ ra vẻ mặt không phản đối ở bọn hắn nghĩ một vị thánh nhân triệu kiến lăng hàn dám không đáp ứng sao hai người trước mặt dẫn đường mang theo lăng hàn đi tới một gian nhà khác kỳ thực rất gần chờ lăng hàn vào cửa bọn họ đóng cửa lại ở bên ngoài bảo vệ trung thành tuyệt đối trọng bát độ đang ngồi ở trong lương đình uống trà có vẻ rất thoải mái. Nếu không muốn chết, cút ngay lập tức, vĩnh viễn không nên trở về. Trọng bát độ quay lưng về phía lăng hàn, trực tiếp phát hiệu lệnh, dưới cái nhìn của hắn, thánh nhân mở miệng, phàm phu tục tử đương nhiên chỉ có nghiêm khắc tuân theo. Lăng hàn không khỏi nở nụ cười hỏi, khai vân cấm địa của các ngươi có phải là có khai vân vương không? Lớn mật, tôn quý của lão tổ cũng là người có thể gọi thẳng. Trọng bát độ giận dữ mà lên, một tay chỉ vào lăng hàn, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ quả nhiên lăng hàn gật gù không nghĩ tới sẽ vào lúc này dưới tình huống này nhìn thấy hậu nhân của khai vân vương hắn cười nhạt nói có cơ hội ta sẽ đi khai vân cấm địa bái phỏng một hồi ngươi coi mình là ai trọng bát độ không khỏi nở nụ cười ngươi coi mình là nhân vật nào cái gì có cơ hội đi bái phỏng một hồi chỉ là run dế hằng hà cảnh nói không nghe muốn chết hắn hử lạnh một tiếng chỉ tay về phía lăng hàn xèo một điểm sáng đen kịt tuôn ra bắn về phía chán của Lăng Hàn. Lăng Hàn đồng dạng trong nháy mắt, một ánh kiếm dâng lên, công kích của trọng bát độ bị xóa đi. Hả, trọng bát độ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy chỉ là tiện tay một đòn, nhưng thánh nhân chịu uy chính là cường đại nhất trên đời này, chẳng lẽ còn giết không được một hàng hà cảnh nho nhỏ. Nhưng sự thực là quỷ dị như vậy, Lăng Hàn lại hóa giải một đòn của hắn. Sao có thể có chuyện đó? Có ý tứ, trọng bát độ lạnh lùng nói, tuy cực kỳ giật mình, nhưng thánh nhân tự nhiên có khí độ của thánh nhân không hoảng chút nào tới không đi là bất lịch sự người cũng tiếp ta một chiêu lăng hàn lấy ngón tay làm kiếm đánh về phía trọng bát độ trọng bát độ vung trưởng chặn lại trước người oanh hai người lần thứ hai trao đổi một kích bọn họ không có ra tay nữa chỉ là nhìn lẫn nhau thông qua hai lần giao thủ trọng bát độ đã xác định lăng hàn nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc thánh nhân điều này làm cho hắn cực kỳ không rõ bởi vì mặt ngươi lại yêu nghiệt quy tắc không tới, lực lượng mạnh hơn cũng không có tác dụng. Nhưng có sức chiến đấu cấp bậc thánh nhân, cùng thực lực có thể ngang hàng hắn, kia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trọng bát độ có tự tin tuyệt đối, lang hàn tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, nhưng quyết không phải hắn hai ba chiêu liền có thể chấn áp, nếu khai chiến, long ra cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn. Tuy hắn coi trời bằng vung, nhưng cũng không có cuồng đến trình độ dám ở trong nhà trung thánh sằng bậy, vì lẽ đó hắn không có ra tay tiếp. Thật biết điều hắn trao đổi một câu lời kịch, ta cực kỳ hiếu kỳ, người rõ ràng chỉ là hằng hà cảnh mà thôi, làm sao nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Lăng Hàn nói, khai vân cấm địa ở đâu, rảnh rỗi ta đi ngồi một chút. Ngươi là ăn thiên tài địa bảo gì sao? Trọng bát độ lại hỏi, ta nhìn ngươi không hợp mắt, chuyện hôn sự này dự định quấy tung. Lăng Hàn nói, hai người đều hỏi một đằng trả lời một nẻo, hoàn toàn không có ý nghĩa. Trọng bát độ trầm ngâm nói, trên người ngươi tất nhiên nắm giữ bí mật rất lớn, ta sẽ tìm ra toàn bộ. Lăng Hàn nở nụ cười, không sợ chết, cứ đến, xem ta giết ngươi như thế nào. Ha ha, ha 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 ha, trọng bát độ cất tiếng cười to, ta còn chưa từng thấy hằng hà cảnh giống như ngươi, quả thật có tư cách hung hăng. Nể tình đây là long gia, ta liền để ngươi hung hăng một trận. chương 1738, điều kiện trao đổi. Cũng vậy, cũng vậy, Lăng Hàn xoay người liền đi, đã biết Khai Vân cấm địa chính là sào huyệt của Khai Vân Vương, vậy hắn liền biết ngày sau nên đi nơi nào tìm khai vân vương. Trọng bát độ nhìn bóng lưng của Lăng Hàn, ánh mắt hơi co rút lại, lộ ra sát ý, nhưng Trung Quy không có ra tay. Như hắn từng nói, đây là Long Gia, hắn không chắc chắn ở dưới tình huống không phá hỏng Long Gia bắt Lăng Hàn. Lăng Hàn ra cửa, cảnh di cùng Dương Tử Ca đều lộ ra vẻ ngạo nghế, bọn họ cũng không biết trong sân xảy ra chuyện gì, nhưng ở bọn hắn nghĩ, nếu thiếu chủ ra tay, Lăng Hàn tự nhiên chỉ có ngoan ngoãn nghe lời. Cút xa một chút, không nên trở lại trướng mắt. Dương tử ca diếu cần nói, hắn bị Lăng Hàn đánh một quyền, trong lòng tự nhiên cực kỳ hận Lăng Hàn. Oanh, Lăng Hàn tiện tay một quyền, đánh vào trên mặt Dương tử ca, dùng lực lượng lớn thậm chí đánh bay đối phương. Oanh, cửa lớn bị phá tan, Dương tử ca nặng nề té trên đất, lăn vài vòng, cho đến khi va vào một cái trụ đá mới ngừng lại. Hắn vừa giận vừa thẹn vừa sợ, Lăng Hàn lại còn dám ra tay. Mà hắn lại ở trước mặt thiếu chủ mất mặt xấu hổ lần thứ hai điều này làm cho hắn mặt đỏ như máu, hận không thể xông lên bóp chết Lăng Hàn. Người chết chắc rồi, hắn bỏ lên, nghỉnh cổ quát, dám ở trước mặt thiếu chủ ra tay, đánh chó không nhìn chủ nhân sao. Ân, tại sao không có động tính? Dương tử ca không khỏi quay đầu lại nhìn trọng bát độ, ở trong ấn tượng của hắn, trọng bát độ là người hết sức bao che khuyết điểm, xưa nay chỉ có hắn bắt nạt người khác, căn bản không cho người khác ngang ngược ở trên đầu mình. Nhưng hiện tại chỉ cùng Lăng Hàn chơi chừng mắt, này là vì sao a? À? lần này lúng túng lang hàn khẽ mỉm cười xoay người mà đi vươn ra tay dơ dơ nghênh ngang rời đi thiếu chủ hắn quá kiêu ngạo không thể Đùng, dương tử ca vội vàng tố khổ với trọng bát độ nhưng không ngờ lời còn chưa nói hết liền bị trọng bát độ tát một cái để hắn hoàn toàn sửng sốt cút trọng bát độ phun ra một chữ thật là một ngu xuẩn chẳng lẽ không biết nhìn sắc mặt người sao cảnh di khiếp sợ nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trọng bát độ thất thố như vậy đến cùng người trẻ tuổi kia có bản lãnh gì, lại có thể làm cho trọng bát độ chút tức giận lên người thuộc hạ của mình. Lăng Hàn trở lại viện của mình, suy nghĩ, nếu trọng bát độ thực là hậu nhân của Khai Vân Vương, vậy bất luận làm sao hắn cũng muốn quấy tung hôn sự này. Vấn đề là, làm sao quấy? Lão Tổ Long ra không có đi một đồ tinh, vì lẽ đó có khả năng cực cao chưa từng nghe nói tên của hắn, vậy chiêu bài của hắn liền không thế nào dùng, mà nhìn trọng bát độ biểu hiện, Khai Vân cấm địa tựa hồ rất đóng kín, tương tự không biết thân phận của hắn, để uy danh hiển hách của hắn không có đất dụng võ. Trước xem bên Long Hương Nguyệt kia như thế nào đã, Lăng Hàn quyết định chờ, dù sao hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chiến tích huy hoàng chấn nhiếp, thực lực chân chính chỉ là tiểu thánh, vạn nhất dọa không được người, vậy trung thánh liền có thể để cho hắn đẹp mặt. Không quá hai ngày, lòng Ngữ San đột nhiên chạy tới. Người thật giết hai vị thánh vương, nàng khó mà tin nổi hỏi. Lăng Hàn cười nói, không sai, người đi đâu hỏi thăm cũng có thể, không có nửa điểm khuyết đại. Long ngữ san nhìn chằm chằm lăng hàn, nhưng làm sao cũng không thể nào tin nổi, tên này làm sao xem cũng chỉ là một hằng hà cảnh mà thôi, nhưng Long hương nguyệt há có thể ở điểm này lừa nàng. Nàng đột nhiên ra tay, tóm về phía lăng hàn, lăng hàn tiện tay phản kích, sát trận trong cơ thể vận chuyển, bắn ra sức chiến đấu cấp bậc tiểu thánh, hơn nữa còn là cấp độ hàng đầu, dễ dàng liền cản lại đòn đánh này của Long ngữ san. Hắn cũng không có nhân lúc thắng truy kích, bởi vì Long Ngữ San chỉ là thăm dò thực lực của hắn mà thôi. Long Ngữ San không khỏi khiếp sợ, trước Lăng Hàn Tuyệt không có sử dụng bảo khí gì, nhưng lực lượng bùng lên đủ để chống lại nàng. Từ điểm đó mà xem, nếu như hắn còn có lá bài tẩy gì, bạo phát một hồi, vậy tàn sát Thánh Vương thật không phải giả. Nàng dừng một hồi nói, ngươi thay ta làm một chuyện, ta liền tặng sừng rồng cho ngươi. Lăng Hàn mỉm cười nói, nói một chút coi, là chuyện gì, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp, thay ta đẩy đi hôn sự với trọng gia long ngữ san nói ô cũng thật là có ý tứ hắn vốn có ý phá chuyện hôn sự này không nghĩ tới long ngữ san lại xem là điều kiện nói ra chẳng khác gì là muốn tặng không hắn sừng chân long hắn nói gà hay không quyền lựa chọn ở ngươi trực tiếp từ chối không phải được sao không được long ngữ san lắc đầu trọng gia có một vị thánh vương nếu trực tiếp cự hôn tất nhiên sẽ làm tức giận vị thánh vương này long gia sẽ gặp phải tai ương ngập đầu vì lẽ đó chuyện này nhất định phải do ngươi tới làm đây là muốn ta làm quỷ chết thay sao lang hàn cười còn nói nếu ngươi biết ta có thủ đoạn chấn áp thánh vương tại sao không sợ ta trực tiếp ra tay cướp đoạt ngược lại chỉ là một cái sừng chân long mà thôi ta hà tất hành hạ như thế nếu ngươi là loại người như vậy không phải đã sớm ra tay rồi sao long ngữ san hỏi ngược lại vậy cũng không nhất định lang hàn lắc đầu một cái muốn phát huy ra sức chiến đấu của thánh vương tất nhiên phải bỏ ra cái giá khổng lồ, người cảm thấy đây là một cái sừng chân long có thể bù đắp sao. Long ngữ san cắn răng nói, vậy ngươi còn muốn thêm điều kiện gì? Lăng Hàn cười hì hì, cố ý lộ ra ánh mắt bất lương, ở thời điểm Long ngữ san không nhịn được muốn tức giận, hắn nhún vai một cái nói. Được, ta đáp ứng ngươi, ngược lại ta cũng xem tên kia không hợp mắt. Long ngữ san sững sờ, người đây là chiêu chọc người sao? Nhưng nếu Lăng Hàn đáp ứng, vậy tự nhiên tốt nhất. Nàng gật gù nói, ngươi lập tức cầu hôn gia tộc, ta lại đổ thêm dầu vào lửa, để ngươi cùng trọng bát độ lấy võ đấu đến quyết, đến thời điểm đấy ngươi đã thương hắn, ta liền có thể lấy phương thức không đắc tội trọng gia, từ chối lời cầu hôn của ngươi, tương tự cũng không cần để ý tới trọng gia. Ngươi đúng là nghĩ rất đẹp, lang hàn gãi gãi đầu, nếu như đổi thành lúc bình thường, đắc tội một cấm địa đổi lấy một cái sừng chân long, kia là chuyện làm ăn thiệt thòi đến mức tận cùng, nhưng ai bảo trọng bát độ là hậu nhân của khai vân vương chứ chương 1739, cầu hôn, hắn vốn cực kỳ xem thường khai vân vương, mà thái độ của trọng bát độ cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu, tự nhiên không ngại ra tay trước tiên giáo huấn hậu nhân của khai vân vương mc Một lời đã định, hắn gật đầu, cho ngươi, long ngữ san nắm lấy sừng rồng trên đầu, dùng sức kéo, đùng một cái sừng rồng liền bị nàng bẻ gãy có máu đỏ tươi như mã não chảy ra, nhưng cực kỳ sền sệt, cũng không có nhỏ xuống. Nàng ném sừng rồng cho Lăng Hàn, Lăng Hàn tiếp nhận, không khỏi hơi kinh ngạc nói ngươi không sợ ta cầm đồ vật liền chạy ta tin tưởng ngươi long ngữ san nói một câu sau đó xoay người rời đi lang hàn chậm rãi xoay người đã như vậy ta liền cẩn thận biểu diễn một hồi a à. hắn ra viện nhờ người truyền tin muốn gặp long gia gia chủ gia chủ long gia cũng không phải lão tổ long gia vị trung thánh này cả ngày vội vàng tu luyện làm sao có thời giờ lo việc vặt của gia tộc bởi vậy gia chủ long gia là một cường giả hằng hà cảnh đại viên mãn tự giác không thể đột phá sáng thế cảnh, liền thanh thản ổn định ngồi ở vị trí này, cũng không muốn hy vọng xa vời trở thành thánh nhân. Rất nhanh, hạ nhân nhắn lại, gia chủ long ra cho mời. Ha ha, lăng đạo hữu thực sự là tuổi trẻ tài cao, có người nói tu luyện còn chưa đủ ngàn năm liền nắm giữ thực lực như vậy, thật là khiến người ta ước ao lại kính nể. Gia chủ long ra ở đại sảnh tiếp kiến lăng hàn, đây là một nam tử nhìn qua chừng 50 tuổi, dáng dấp cực kỳ uy vũ khí phách trong cơ thể phảng phất như cất giấu một con mãnh thú thở hồng hoang, sức chiến đấu ở trong hàng hà cảnh tuyệt đối là cấp bậc bá chủ. Lăng Hàn cười cợt nói, quá khen quá khen, gia chủ đại nhân, ta cũng không lãng phí nước miếng nói thẳng ý đổ đến. Xin mời, gia chủ Long Gia vẫn rất khách khí, tuy hắn không cho là Lăng Hàn có thể mạnh hơn mình, nhưng mọi người đều là hàng hà cảnh đại viên mãn, hắn phả cho Lăng Hàn mấy phần mặt mũi. Quan trọng nhất chính là, Lăng Hàn quá trẻ tuổi, chút tuổi ấy liền đạt đến hàng hà cảnh đại viên mãn, vậy đột phá thánh vị cũng không phải chuyện không thể nào. Thánh nhân tương lai, vậy đương nhiên phải cho chút mặt mũi. Lăng Hàn nói, ta là cố ý đến cầu hôn, ồ, gia chủ long ra tỉnh ngộ, mặt tươi cười, hắn sớm có suy đoán, nhà đầu hương nguyệt kia mang người về, dụng ý còn không rõ sao. Long ra bọn họ cũng là thế lực mạnh nhất toàn bộ tinh vực, đã không cần thông ra đến tăng lên, củng cố địa vị, bởi vậy chỉ cần Hương Nguyệt yêu thích, hắn tự nhiên cũng vui vẻ giúp người thành ý nguyện. Lại nói, Lăng Hàn tương lai thành thánh độ khả thi rất lớn, lòng gia có con rể như vậy đương nhiên không bôi nhọ Long Hương Nguyệt chút nào. Ngồi xuống trước, chúng ta chậm rãi thương lượng, hắn ngoắc ngoắc tay, thái độ đối với Lăng Hàn không khỏi thân cận rất nhiều. Hả, Lăng Hàn sướng sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, vị gia chủ đại nhân này là hiểu lầm. Hắn ho khan một hồi nói, "Gia chủ đại nhân, đối tượng ta muốn cầu hôn không phải Long Hương Nguyệt cô nương." À, "A?" Gia chủ Long gia sướng sờ, người coi trọng không phải Long Hương Nguyệt vậy thì kỳ quái ngoại trừ hương nguyệt ra, long gia còn có tộc nhân nào có thể xứng với thiên kiêu như hắn vậy đối tượng ngươi vừa ý là long ngữ san long tiên tử lăng hàn đầy mặt ngại ngùng cười dựa vào cái này trợn mắt nói mỏ sẽ bị trời đánh ngũ lôi lúc này gia chủ long gia là thật choáng váng hắn nhìn lăng hàn trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì mới tốt gia chủ đại nhân lăng hàn kêu lên gia chủ long gia đột nhiên tỉnh hồn lại nói đạo hữu ngữ san đại nhân đã sớm gả cho người khác. Lăng Hàn mỉm cười nói, không sao, cái này không phải chỉ là đính hôn sao, từ hôn là được. Thời khắc này, gia chủ Long gia thật muốn một bà tai đánh lên mặt Lăng Hàn. Từ hôn, người từ hôn xem, kia là khai vân cấm địa, có một vị thánh vương tỏa chấn, người lại còn nói muốn từ hôn, không sợ thánh vương tức giận sao. Ha ha, đạo hữu không nên đùa giỡn, gia chủ Long gia nỗ lực gượng cười, đã không muốn cùng Lăng Hàn nói chuyện, quá không biết tán gẫu. Ta cũng không có đùa giỡn." Lang Hàn cười nói, "Việc này đừng nói nữa." Gia chủ Long gia kiên quyết từ chối, tuy hắn không có tư cách quyết định việc kết hôn của một vị thánh nhân trong gia tộc, nhưng hiển nhiên không thể bởi vì một tên hàng hà cảnh yêu cầu hoang đường đi đắc tội một vị thánh vương. Dùng cái mông nghĩ cũng không thể a, à. ta là rất có thành ý, gia chủ đại nhân suy nghĩ thêm một chút đi." Lang Hàn rất vô lại, tiếp sinh ý này thật sự là kẻ ác đi đắc tội người, bởi vậy, hắn chỉ có thể hắc đến cùng. Đạo hữu kính xin lập tức rời Long gia, gia chủ Long gia lạnh lùng nói, cái này không chỉ làm người khác khó chịu, càng là muốn đẩy Long gia vào hố lửa a. À. Được, giao Long ngữ san cho ta, ta lập tức đi ngay. Lang Hàn tiếp tục chơi xấu, ngươi, gia chủ Long gia nhảy dựng lên, tiểu tử, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, há có thể cho ngươi cố tình gây sự? Lang Hàn cười ha ha, gia chủ đại nhân, bình tĩnh, bình tĩnh, cút. Gia chủ Long gia không nhịn được ra tay, một tay thò ra tóm tới Lang Hàn bàn tay trong nháy mắt hóa rồng đã biến thành một vuốt rồng màu đỏ thấm có hỏa diễm quấn quanh thần văn tỏa ra long uy áp bức lăng hàn rất tùy ý đưa tay đùng liền nắm lấy móng vuốt của gia chủ long ra gia chủ đại nhân có chuyện hào hào nói đừng nóng nảy như vậy a à. gia chủ long ra không khỏi ngơ ngác tay của hắn rơi vào trong tay lăng hàn lại không thể động đậy lực lượng song phương tranh lệch tuyệt không phải nhỏ tí tẹo sao có thể có chuyện đó hắn là hàng hà cảnh đại viên mãn hơn nữa trong cơ thể chảy chân long huyết sức chiến đấu nghiền ép cung cấp tuyệt đối nhưng lại ở trước mặt lang hàn không còn sức đánh trả chút nào để hắn hoàn toàn không có cách nào tiếp thu gia chủ đại nhân tâm tình bình tĩnh chưa chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao lang hàn cười nói gia chủ long gia mặt trầm như nước chẳng trách dám cố tình gây sự hóa ra thực lực mạnh như vậy có điều đây chính là long gia có hai vị thánh nhân tỏa chấn coi như người mạnh hơn thì đã làm sao ai người thật không giảng đạo lý a à. Lăng hàn nói người xem ta thành ý cầu hôn người lại hô đánh gọi giết đây là đạo đái khách sao